trong hoàn cảnh bị chồng hắt hủi, đánh đập, chửi mắng, không đá đổ từ khi ổng bỏ mình, là mình hết phước, hết duyên đó, mình hết duyên với ổng. Hết duyên chứ không phải nói phước gì, gọi là hết duyên với ổng rồi, ổng bỏ mình. Thấy không? Ổng bỏ mình. Vậy thì ổng bỏ mình là đủ duyên rồi. Đủ duyên là mình niệm Phật, mình buông cái cục nợ này xuống, chứ mình không có đá đổ. Không phải là người chồng này đối xử với mình tệ bạc mà ổng chưa bỏ mình thì mình không đá đổ. Mình vui mình trả cái món nợ này, mình không đá đổ. Nhớ nghe, không đá đổ. Còn từ khi là ổng quyết định ổng bỏ mình, ổng chia tay với mình, thì là mình hết duyên rồi, mình hết thiếu nợ rồi, thì mình buông xuống. Mà buông xuống sau này nếu mà ổng rủ ren mình nữa thì mình nói thôi được rồi, bye bye. Tại vì sao? Vì đã chia tay rồi, đã ly dị rồi mà ổng rủ mình nữa, không lẽ mình đi tiếp tục nữa. Trời ơi, bây giờ mình tu rồi mình phải chuyển. Tự nhiên ổng rủ mình cái, em lâu quá không gặp, đến đây gặp nhau có việc muốn nói. Bắt đầu là trang điểm đồ này kia để đến gặp, đó là phiền phức rồi. Không phải do chính mình lao đầu vào khổ mà, chứ đúng ra là nó đã giải quyết xong rồi, mình có quyền gặp hay không gặp chứ. Nhưng mà mình nghe một cái tự nhiên mình nhớ lại tình xưa nghĩa cũ. Thấy không? Nhiều cô lắm á nghe, ly dị rồi còn trẻ trẻ. Cứ là người ta đã ly dị với mình rồi, bắt đầu nó đi kiếm con khác, nó sống thời gian, cái bắt đầu là lâu lâu á, cái nó nói để điện con vợ cũ thôi coi, nói chuyện với nó chơi một chút thử rồi sao. Cái điện thoại, cái hẹn uống nước đồ này kia, rồi bắt đầu là nói là tình xưa, mà gọi là chấp nói chơi cho vui. Trời ơi, sống gì, sống gượng gạo, sống làm gì ạ? Hiểu không? Nghĩa là một con người nó đã vô tình phụ nghĩa như vậy rồi thì cho qua đi, xong rồi. Hiểu không? Cho qua đi. Dù là còn con cái ràng buộc, nhưng cái đó là chuyện của con cái. Còn cái chuyện bây giờ mình nuôi con là phải nuôi con, chứ không phải rằng là bây giờ lâu lâu gặp lại rồi nói tình xưa một bữa một ngày, rồi tiếp tục rồi lâu lâu gặp một bữa một ngày, rồi có khi thời gian biết đâu cái bụng trình bình. Đã là thôi chồng mà cái bụng còn trình bình nữa. Cái này là cái mà mình tự ôm cái nỗi sầu tương tư làm cho sình bụng. Thấy chưa? Mấy cô nghe gì tỉnh nghe chưa? Nó đã quyết định nó bỏ mình là mình nghĩ rằng là mình không còn nợ với nó, lại dứt thì dứt đi. Còn nếu không thì còn có thể mà gọi là hai bên còn thương nhau thì nên cho cơ hội cho nhau. Còn nếu như mà đã dứt rồi thì dứt đi. Đừng bao giờ mà cái kiểu mà lê rê. Lê rê là khổ mình là người nữ á. Đúng không? Nó khổ mình là người nữ đó nghe. Giống như bên Đại Tùng Lâm á, nuôi mấy con chó cái. Xong á thì quý vị biết rằng là tới cử thì chó đực nó giao cấu với chó cái thôi. Nó giao cấu xong thì con chó cái thì nó đẻ được 4 con. Thì bắt đầu con chó đực chạy mắt dép. Nhưng Đức nói con chó cái, chồng mày đâu? Chồng mày đâu mà mình mày đẻ nằm đây? Mày lăn lộn mày đẻ đây, mày nuôi con mày, rồi mình gìn giữ con mày. Rồi xong á mày mà gặp ai đến mày muốn cắn người ta, còn con chó nào bước đến mày mày sủa mày. Mày dùng cái sức còn yếu ớt của mày mà mày vẫn lao ra mày giữ con mày. Vậy là cái thằng chồng đâu? Cái thằng mà nó ăn ở với mày cái lúc vui vẻ đó nó đâu? Cái mặt nó đâu? Hả? Xong nó ngậm ngùi, chó cái nó ngậm ngùi, nó ngậm ngùi, nó không nói gì. Nhưng Đức nói mày nói đi. Nó đâu rồi? Tại sao nó không đem thức ăn về nó nuôi mày, để mày nuôi con? Có ăn thì có chịu chứ tại sao? Cái thằng đó đâu? Cái chó cái nói nó đi mất tiêu rồi. Thấy chưa? Tự nhiên tới lứa, tự nhiên nó đến với mình, nó đến với mình, nó làm cho cái bụng trình bình. Cuối cùng cái là mình đẻ con cực khổ, mình nuôi con, rồi cái thằng nó đi mất tiêu rồi. Đúng không? Nên từ nơi đó thôi, đừng có dại dột. Cái đó là tại vì con chó nó súc sanh, nó thiếu suy nghĩ. Còn mình là con người, nó đủ cái sức suy nghĩ thì mình phải khéo léo. Cái gì thì nó rõ ràng, có ăn thì có chịu chứ. Hiểu không? Chứ đừng có nói mà gọi là mình lúc thèm thèm mình cho ăn đại, rồi cái tự nhiên cái mình phải ôm cái bầu tương tư mà mình chịu, mà lại còn bị mang tiếng mang tai, không có chồng mà có con. Hiểu không? Ôi trời ơi, ngon gì ngon chứ.
ngon mà để cái quả tương tư đó khổ đau kéo dài vậy, cái ngon này tôi không dám chơi rồi đó, hiểu không? Nên mấy cô khôn một chút nghe không, đừng có nhẹ dạ. Trời ơi, nó thôi rồi, nó chia tay với mình rồi. Một mấy giờ khuya đến nó gõ cửa mà nói mày đi về tao lấy chút nước tao bắn mày bây giờ á, trời biết. Nước xịt này về, về mày. Dù nó gõ chuông hay là nó có gọi là bấm chuông cỡ nào đi chăng nữa, thôi Điệp hãy về đi Điệp, để cho Lan bình yên cái Điệp. Nó cứ bấm chuông hoài. Cho tao xách cây kéo ra cắt dây chuông, dẹp đi, đừng có gõ chuông gõ mỏ giờ này nữa nghe Điệp. Mày về đi, bao nhiêu đó là tao khổ đủ rồi nghe mày, về đi Điệp. Trời ơi, lúc đó mấy bà phải cứng cỏi lên nghe không, chứ đừng có lúc đó mà nó gõ cửa mà tự nhiên á, nhìn thấy nó cái bủng rủng tay chân hết trơn, bắt đầu là làm bộ núp kế cái cửa đó. Nó kêu em mở cửa cho anh vào em, về đi. Nó quỳ xuống một cái mở cửa ra rồi xong luôn. Cái rầy rà đúng là khổ đau vô cùng, phải không? Quý vị nghe đạo mà nghe gì rồi quý vị tỉnh nha. Khi đụng cảnh đụng duyên quý vị có cách để giải quyết đó. Tỉnh đó, nó được nhắc nhở đó, đúng không? Có rất là nhiều cô đó, nó cứ là đeo mang mà khổ hoài. Lừng chừng cơ mà. Cái gì cần chặt thì chặt đi. Thật sự mà nói, nếu giết tôi thà một cái rẹt một dao chết khỏe hơn là cắt từ miếng thịt. Tao cắt từ miếng thịt mày đó, lăng chi sự tử, hành hạ, phải không? Giết mà giết từ từ nó khổ đau vô cùng, thà cái gì rét một dao chết khỏe hơn, đúng không? Còn cái này nó chơi nó cắt khổ vô cùng luôn, phải không? Nó giết từ từ á. Thôi thật, bây giờ đã chia tay rồi, phải không? Nợ nần này đã hết rồi, đúng không? Rút cái gươm trí tuệ ra của ngài Văn Thù, rét đứt cái món nợ đó đi, đúng không? Rồi tự nhiên quý vị không chịu chặt nhờ dây đó một cái rẹt, mà cuối cùng quý vị cứ là co két lôi tình cảm lại khổ đau, đúng không? Nhiều cô là bị cái này mà khổ nghe. Đó. Nên nghe đạo tuy nói nó vui vui vậy nhưng mà nó có cái lý bên trong á, nói cho nó gần gũi cái cuộc sống của mình á quý vị. Nó một câu vật hiệu A là Vô Di Đà là Lượng Phật là Giác, cứ là niệm cái Vô Lượng Giác này để mà nó nhắc nhở mình suốt đi. Nè, những cái câu mà có những người ta hỏi nó gần gũi nè quý vị. Gõ mỏ tụng kinh niệm Phật ở nhà được không thầy? Tại vì sao? Vì có những người nói tụng kinh gõ mỏ ở nhà ma quỷ tập trung vô gia đình. Có những người ta cũng nói vậy đó. Mà có những người nói như vậy là coi chừng mấy ông thầy chùa. Thầy chùa nói vì sao? Vì quý vị tụng kinh gõ mỏ ở nhà thì quý vị không đi đến chùa. Mà thầy chùa là nhờ ai? Là nhờ Phật tử cúng dường mới có cuộc sống. Quý vị bây giờ mỗi người tụng kinh niệm Phật ở nhà hết trơn, không ai đến chùa, mấy ông thầy ngóng mỏ hả? Nên mấy ông nói rằng là tụng kinh gõ mỏ ở nhà ma quỷ đến để quý vị sợ, quý vị đi vô chùa tụng kinh niệm Phật, hiểu không? Bây giờ quý vị hỏi Nhẫn Đức thì Nhẫn Đức cũng là thầy chùa. Nhẫn Đức nói được, tụng kinh gõ mỏ ở nhà được, ma quỷ đến cũng là đến tu được, tốt. Không? Nó rõ ràng dễ hiểu, không? Còn ma quỷ đến mà không chịu tu thì sẽ đi chỗ khác chơi. Giống như bây giờ chúng ta đang ở đây niệm Phật, người thích đến niệm Phật thì đến niệm, người không thích đến niệm Phật thì đi về. Nước sông không phạm nước giếng thì ma quỷ cũng vậy thôi. Chứ phá hoại làm chi, có lợi ích gì mà còn có tội nữa, đúng không? Người ta gõ mỏ tụng kinh niệm Phật đến thì mình cùng niệm Phật với người ta thì đến, tại người ta có tâm thiện. Bây giờ mình đến mình không tụng kinh niệm Phật thì mình đi chỗ khác chơi. Nó làm gì có cái chuyện mà ma quỷ đến quậy, không có đâu. Còn cái chuyện bệnh hoạn là nhân quả của chúng ta. Nhờ tụng kinh niệm Phật mà nó chuyển cái nghiệp nặng, nó trở thành cái nghiệp nhẹ rồi. Đừng bao giờ nói rằng là nhờ mày tụng kinh niệm Phật ở nhà ma quỷ nó đến nên gia đình lộn xộn lu bu tầm bậy. Cái tụng kinh niệm Phật là có thằng hộ pháp gia trì sợ gì. Đừng có lo nghe không. Nhẫn Đức nói ở nhà tụng kinh niệm Phật vẫn được. Nhưng mà cái thời khóa tu của Nhẫn Đức đưa lên á, nó có 1 tiếng đồng hồ à. Quý vị coi Nhẫn Đức đánh pháp khí niệm Phật 20 phút được rồi, lễ Phật Nhẫn Đức thêm nhịp nhàng được rồi. Cái gì quý vị muốn tụng kinh gõ mỏ thì thêm nó cũng được. Còn nếu không giữ cái thời khóa đúng vậy đi. Còn không biết cái chỗ nào thì bấm lên trang chân thành niệm Phật Vô Lượng Thọ, rồi niệm Phật 4 chữ, lễ Phật 4 chữ, ở nhà cứ giữ đúng vậy là đặc biệt.
Rồi mỗi ngày những đứa có chia sẻ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Buổi chiều thì quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc, quắc cứ như vậy mà tu thôi. Rồi ngày chủ nhật đi đến đây cộng tu được thì đến, còn không đến được thì bữa từng khác đến. Lễ lọc đi đến đây tu cùng cộng duyên, xong về nhà tu tiếp tục, vậy là đặc biệt rồi ha. Những đức nói rõ ràng là được nha. Thứ hai, gia đình cư sĩ còn ăn mặn thờ Phật niệm Phật được không thầy? Còn ăn mặn thờ Phật niệm Phật được không thầy? Được. Thờ Đức Phật còn tại thế thì khi đi khất thực, người ta cúng cái gì thì ăn cái nấy. Người ta cúng đùi gà thì ăn đùi gà, người ta cúng thịt heo thì ăn thịt heo. Cái đó là cái việc mà Đức Phật á, dùng tam tịnh nhục, Đức Phật không có dính mắc. Có nghĩa là người ta cúng cái gì là dùng cái nấy, Đức Phật không có chấp. Nhưng mà sau này Đức Phật dạy là người tu nên ăn chay. Là tại vì mình ăn á, mặn mình còn thèm, nên thôi mình á, bây giờ cái căn cơ mình kém quá, tam tịnh nhục mình ăn mình cũng dính luôn nữa, thấy không? Mình cũng thèm luôn nữa, thôi bây giờ mình ăn chay trường đi. Còn Đức Phật là không có chấp cái chỗ đó. Nên bây giờ cư sĩ ở nhà người ta còn ăn mặn, gia đình còn ăn mặn vì ở ngoài thế gian. Bây giờ người ta có thờ Phật được không thầy? Những đức nó bảo đảm 100% là được. Vì Phật á, sẽ làm cái chuyện lợi ích cho chúng sanh, dù chúng sanh được lợi ích một chút, Đức Phật cũng tạo cơ duyên, chứ không có đoạn duyên. Đức Phật ngồi đó, Đức Phật thanh tịnh tâm. Còn cái chuyện chúng sanh, họ ăn mặn là chuyện của họ, nhân nào quả nấy. Còn họ niệm Phật được một câu, thờ Phật được một ngày là có lợi ích một ngày. Nên Đức Phật vẫn tạo cơ duyên cho chúng sanh được lợi ích. Nên ăn mặn trong gia đình còn uống rượu ăn mặn, thờ Phật được không thầy? Được. Nhưng mà tốt nhất thờ Phật từ từ, nhất định tam bảo gia hộ, người này sẽ chuyển cái tâm ăn mặn uống rượu, rồi từ từ phát tâm ăn chay trường, biết niệm Phật là cơ duyên. Từ thờ Phật mà từ từ đến cái chuyện ăn chay niệm Phật. Thấy không? Được sao không được? Có tổn hại gì tới Phật Pháp đâu. Chứ nếu mà nói ăn mặn thờ Phật không được, vậy thì đoạn cái duyên thờ Phật niệm Phật của người ta rồi chứ. Thấy không? Câu 3, gia đình chặt chọi dưới sàn nuôi heo nuôi gà, có tụng kinh niệm Phật lễ Phật được không thầy? Sống được. Cái bà mà niệm Phật bán khổ á, bà cũng hỏi một vị thầy là gia đình con chặt chọi, hỏi y gan câu này nè. Ông thầy nói bà cứ niệm Phật, bà cứ đi đứng nằm ngồi, bà cứ niệm Phật tới cùng, bà làm việc gì bà cũng nên niệm Phật, bà quên cái khổ đi thì bà chăng thật niệm Phật, sau này biết ngày giờ giảng sanh đó. Bây giờ bán khổ như đứa kể hoài câu chuyện đó. Nó nên cái việc này chắc chắn là được. Gia đình nghèo nàn chặt chọi nuôi gà nuôi heo, gia đình còn những việc đó để làm, hoặc là mình biết ăn chay niệm Phật rồi mà gia đình còn làm những việc đó, mình khuyên họ nghe thôi. Còn chúng ta niệm Phật vẫn niệm Phật được, giảng sanh vẫn là giảng sanh, niệm Phật là giảng sanh, chứ không có cái chuyện gia đình chặt chọi gì hết. Hoặc gia đình cái gì là chuyện của gia đình, còn chúng ta tu là chúng ta thành tựu con đường giải thoát của mình, phải nhớ. Nên quý vị nhớ là tín nguyện niệm Phật thì được giảng sanh, chứ không có nói vào những cái việc rì rà này khác. Chỉ cần niệm Phật giảng sanh, chân thật niệm Phật cả đời, giữ tín nguyện là chắc chắn giảng sanh. Nên hàng Phật tử nhớ, trong hoàn cảnh nào cũng có thể niệm Phật được. Câu 4, đàn bà có tháng chu kỳ đến chùa tụng kinh niệm Phật được không thầy? Được không? Được. Tại vì cái chu kỳ đó là cái việc của con người ta, cái nghiệp quả, chứ đâu phải người ta muốn. Có ai mà muốn mỗi tháng mình như vậy đâu, nó cũng phiền phức, đúng không? Mà tại là cái nghiệp của đàn bà, con gái, nên 48 lời nguyện mới có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ, đúng không? Nó có nhiều cái phiền phức nên gọi là nhàm chán thân nữ. Vậy thì bây giờ người ta có những ngày đó có đến chùa tụng kinh được hay không thầy? Được. Làm gì Phật tạo nghiệp cái chỗ này? Phật trách chỗ này không có, mà cũng không ai trách chỗ này. Vì người ta cũng không muốn, mà là do nghiệp duyên của người ta. Nên quý vị cũng có thể đến chùa tụng kinh niệm Phật, và ngày đó có thể lễ lại được không thầy? Được. Dưới cái khả năng của quý vị, không có gì cả. Quý vị có niệm Phật tụng kinh đều là được, còn quý vị không niệm Phật tụng kinh là chuyện của quý vị thôi, chứ không có nói cái chuyện không được. Nhớ đó nghe. Chứ không phải nói là những ngày đó đi đến chùa, ô uế chùa, làm gì ô uế chùa, ô uế đạo, ô uế Phật. Bậy. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Giác chánh tịnh này là từ nội tâm của mỗi người phát ra. Còn cái hình thức, cái chuyện đó là cái chuyện dơ, là dơ cái bên ngoài. Còn Phật Pháp là nói từ nội tâm, nên chúng ta không trách chỗ đó. Nên những ngày đó dẫn đến chùa tụng kinh niệm Phật lễ Phật bình thường. Mà đặc biệt nhất là người phụ nữ những ngày đó đừng bao giờ cho rằng mình mệt mỏi, mà mình phải phấn chấn lên. Thì dù là những ngày đó quý vị vẫn khỏe bình thường.
Còn nếu như những ngày đó mà quý vị từ khi còn trẻ nằm giặt nằm dựa đau bụng đồ đó, mà nằm giặt nằm dựa lười biếng là sau này nó thành cái bệnh, là mỗi lần tới ngày đó nó nằm một hai ngày mệt mỏi lắm. Mình nên phấn chấn lên, mình nên bình thường, mình giữ tâm hoan hỷ. Mình đừng có những ngày đó mà mình bực dọc, mình khó chịu. Nếu càng bực dọc càng khó chịu thì cái đó nó càng bài tiết nhiều, nó càng mệt cái bản thân. Nên giữ tâm bình thường. Vậy thì chắc chắn rằng là dù là những ngày đó quý vị cũng bình thường, đến chùa tụng kinh niệm Phật cũng được, không sao. Nhớ. Câu 5: sanh đẻ lã lồ ô uế niệm Phật, niệm Bồ Tát, ra tiếng được không thầy? Sao không được? Những đức nói sanh đẻ niệm ra tiếng tốt, vì nó có cái lực để mà đẩy đứa con ra bên ngoài. Những đức đã từng nói với quý vị nghe, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm lúc mà gần sanh, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái chữ tát là gặn á, để công nhận không? Nam Mô Quán là bắt đầu là nó dùng lực rồi đúng không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tát ba cái thôi là đứa bé nó tát ra ngoài luôn, lọt ra liền, ẹt. Không có đau chứ, tại vì cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là cái nguyện là Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên chúng ta dùng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà đừng có niệm mà im im trong bụng. Niệm im im trong tâm mình là nó bế khí, nó không có sức. Hiểu không? Quý vị phải niệm ra tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà ngộ nghe, cái lúc đẻ mà niệm A Di Đà Phật hình như nó không đủ lực bằng là Quán Thế Âm Bồ Tát nha quý vị. Tại vì cái nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát là Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Nên quý vị nghe cái danh từ Bồ Tát Quán Thế Âm niệm mà nó có nhịp nhàng lúc đẻ đặc biệt thiệt chứ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy chưa? Mà có thế nữa chứ. Iran là có thế luôn, giống như bây giờ gặn đẻ đi, vịn lên một cái cây. Cái cây ở trên gì nè, vịn gì nè, nằm ngửa mặt lên trời đúng không? Nó bắt đầu là chuẩn bị đẻ nghe, bắt đầu quý vị ngước mặt Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Không? Ở đàn không? Có cái lực đẻ vô cùng luôn á. Mà nó quên đi cái đau đớn. Quên đi cái đau đớn nghe. Đúng là chỉ cách này là chỉ đến mức mà gọi là hết chỉ được luôn nữa rồi đó. Bởi vì hôm qua có gia đình đã đến gặp những đức, cái bà vợ vẫn ngồi với nhìn những đức chăn chăn vậy đó. Phải nói nè, trời ơi, con nó thật sự, con nghe thầy mấy năm luôn, con nghe thầy nói chuyện thầy chỉ kỹ quá trời luôn. Con ở nhà mà thật sự con nghe thầy mà con mê thầy, đừng có nói nữa. Cái ông chồng nhìn nó chăn chăn vậy nè, nói anh đừng có buồn, cái này là em nói thật lòng á. Nghĩa là thầy giảng nó vui, mà thêm cái nữa thầy chỉ rất nhiều cái mà em biết được. Nó vì thấy rõ ràng không, mà đây là những đứa chỉ vui vui mà thật sự là vậy đó. À, nếu ai mà đẻ mà thử đi. Ở đây có bà nào đẻ không? Có bà nào đẻ thì thử đi. À, hai đứa, một đứa gì rồi mà chưa có kinh nghiệm đúng không? Bây giờ thử cách đẻ của những đứa chỉ đi. Tại vì đẻ ngon lành mà đẻ phải re luôn. Mà đứa con sanh ra hao hao giống Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại cái lúc mà mang bầu là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm Bồ Tát thì giống Bồ Tát, niệm Phật thì giống Phật à. Từ nơi đó tự nhiên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi, tự nhiên cháu sanh ra từ bi. Nói đã là từ bi trong bụng thì làm sao nó chọi đạp với vị phiền phức. Cái đứa mà sanh ngược ngạo, cái đứa mà chống chọi là cái đứa là quý vị biết là quan gia đến. Còn bây giờ quý vị mang bầu là quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm ăn chay, niệm Phật, niệm Bồ Tát phóng sanh. Vậy thì làm gì cái đứa bé này ngỗ nghịch? Cái đứa nó không ngỗ nghịch, nó ra mau lắm. Quý vị niệm chừng hai câu Bồ Tát Quán Thế Âm rồi nó chạy ra nào không hay. Thử đi, nó đặc biệt lắm á. Nó cái thế đẻ đó là chỉ là số 1 luôn, không còn cái thế nào hơn nữa. Không, mấy cô chấp nhận không? Thấy chưa? Nói sao không biết mà ai cũng chấp nhận, thấy vui hết quý vị. Đặc biệt thiệt. Câu này hay nè. Câu 6: nhà con gần chùa và con đã quy y thầy ở chùa đó, nhưng chùa đó tụng kinh theo mùa, con khó theo thời khóa. Từ khi biết niệm Phật, lễ Phật, con ở nhà tu, ít đi đến chùa đó, thầy trách con bỏ thầy, con có tội hay không thầy Nhân Đức? Làm gì có tội. Thí dụ như giờ Nhân Đức không nói thầy nào hết, Nhân Đức nói Nhân Đức nè.
Bây giờ những đức á, là hướng dẫn quý vị tu mà quý vị tu không được. Quý vị tu cái pháp nào được, quý vị có quyền quý vị đi đến đó tu chứ. Quý vị quy y những đức ví dụ, xong rồi quý vị có thể gặp bất cứ một cái pháp nào quý vị thấy phù hợp đủ duyên mình tu thôi chứ. Ví dụ như bây giờ dù là quý vị bỏ tu, những đức cũng không có trách gì hết chứ. Cái chuyện đó là nhân quả của người ta thôi. Không chi là bây giờ cái pháp tu của mình người ta tu không được, người ta có cái pháp tu tu được, vậy thì mình hoan hỷ, mình khen, được rồi. Dù là con quy y với thầy, nhưng con nhớ là thầy chỉ là đại diện chứng minh của tăng đoàn, cho con quy y với Phật, con nên y theo lời Phật dạy đi. Phật đã dạy thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu, bây giờ con niệm Phật là được rồi. Thầy không có trách con vì chùa thầy hồi xưa giờ tụng kinh theo mùa, hồi xưa giờ nó quen rồi, mà mấy Phật tử ở đây cũng quen vậy rồi, nên thầy muốn chuyển không được. Thì thôi con thấy cái duyên chuyên tu mà con niệm Phật được thì con cứ niệm Phật, thầy không có trách con đâu, nghe không? Mình nói một câu ăn tình đó đi, lâu lâu người ta còn đến ta cúng dường, người ta gặp mình ta thấy vui vẻ còn chào thầy rồi ngon lành. Còn mình trách hờn người ta sợ quá, mai mốt ta nghĩ đến luôn á, là mình không còn một keo nào luôn á. Hiểu không? Phải khéo léo, thua keo này ta gầy keo khác. Thí dụ như cô Phật tử này ta không đến chùa mình nữa, thì mình cũng nói một câu ăn tình, mình gỡ gắm một chút. Cái câu như Đức vừa nói đó, nó ăn tình không? Nó, con cố gắng con tu hành đi, lâu lâu con cứ đến chùa con lễ Phật một chút không sao đâu, còn làm mà dư giả một chút thì lâu lâu đến phụ thầy sửa chùa chiền chút được không sao. Thấy không? À, con muốn đi tu đâu thì con đi kệ con, mà cứ là lâu lâu đi đến đây phụ thầy một tay được không sao ấy con. Thầy không có trách đâu, nghe không? Chứ con đừng có ngại, không có sao chứ con. Câu nói đó vẫn là khéo khôn, hiểu không? Còn trách người ta cười chê mình chết. Người ta vừa bỏ mình mà người ta còn cười chê mình nữa, ông thầy này chấp Phật tử, thấy không? Đó, nên Phật tử nhớ, chọn một cái pháp tu để được giải thoát, không có tội với bất cứ thầy nào hết. Dù thầy đó có buồn trách mình không có tội gì cả. Vì đây là duyên của mình, nó duyên theo duyên mà mình gặp. Nên mình tu, mình hướng đạo, mình làm thiện, đây là báo ơn cho Phật, trả ơn cho thầy, đúng rồi. Còn thầy trách là chuyện của thầy, mình hãy tự xem lại mình, nếu mình có lỗi thì mình sửa, còn mình không có lỗi thầy có trách gì, trách chuyện của thầy. Chúng ta không có tội gì hết. Tội là từ tâm tạo, chứ không phải cái tội từ người ta cho. Nhớ nghe, tội từ tâm tạo, phước từ tâm sanh. Không có ai cho tội quý vị, mà cũng không ai kết tội quý vị. Không có Phật Thượng Đế Vua Diêm La nào mà kết tội quý vị cả. Chỉ có trong tâm quý vị nghĩ ác làm tội, nhân gieo thì quả chịu. Việc này rõ ràng quý vị, rất rõ ràng. Nhớ. Vậy thì chúng ta có quyền tạo tội, chúng ta có quyền tạo phước, thấy không? Có quyền quyết định nhất là chúng ta, thấy tự tại chưa? Rồi học Phật mà nghe gì rồi nó thông hết những cái tư tưởng vướng mắc trong lòng đó, nhớ đó. Câu 7, chồng con tạo nghiệp sát sanh đem tiền về nuôi gia đình, con khuyên nhiều lần chồng con không nghe, con sống trong gia đình có cộng nghiệp hay không thầy những đức? Thí dụ như bây giờ người đó tạo nghiệp đem tiền về nuôi mình, mà mình cầm tiền mình mừng vô cùng, mừng và đốc thúc tinh thần đi làm thêm cái tạo nghiệp đó, dù là không phải chính đôi tay mình đi làm mà do mình cùng A Vua và mình vui vẻ người đó đi tạo nghiệp, như vậy gọi là cộng nghiệp. Nhưng người này tạo nghiệp đem tiền về lo cho gia đình, vì mình làm vợ làm con là phải chịu cái sự lo lắng của cha hoặc chồng để cho gia đình được có cuộc sống. Nhưng mà mình biết đạo, chồng cha mình đi tạo nghiệp đem tiền về mình khuyên nhiều lần mà họ không chịu bỏ cái nghề tạo nghiệp mà vẫn đi tạo nghiệp, mình đã có khuyên rồi hết lòng nhưng không sửa, thì chúng ta tùy duyên, chúng ta vẫn có tạo được công đức, không phải là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là cầm tiền vui khi ổng đem tiền về và muốn anh nên đem tiền về nhiều thêm bất cần cái việc tạo nghiệp kia, thì gọi là cộng nghiệp vì vui người ta đi tạo nghiệp. Còn mình không muốn người ta tạo nghiệp, như vậy thì không cộng nghiệp. Nhớ từ cái tâm này cộng hay không là quý vị kiểm chính quý vị là sẽ biết. Nhớ nghe, không có cộng nghiệp nếu quý vị là người biết niệm Phật, tin nhân quả, có phiên lên điều thiện thì không cộng nghiệp, không có sao cả. Đừng nên phan duyên, đừng nên mà nói hoài, đừng nên xảy ra vấn đề.
đã khuyên vài lần mà không nghe thì đừng nên phiền nữa, đừng nên gây ra sự phiền tối cho nhau. Hãy để tùy duyên và chúng ta cứ lo tu cho thật tốt. Đó là cách hóa giải nghiệp chướng giữa mình với người thân trong gia đình, và chính mình là người có thể tu được soi sáng cho họ, và họ có thể từ từ và họ chuyển được cái nghiệp là nhờ mình mà giúp họ chuyển nghiệp. Nhớ đó quý vị à. Như cách nay đầu 4-5 ngày có một cái cô này, tu thì không tu bao nhiêu nhưng mà cô biết rằng là trong chùa niệm Phật là tốt. Cô cứ là muốn mẹ cô đi vô trong chùa. Bà mẹ cô lâu lâu vô chùa cộng tu thì bà chịu, vô chùa ở luôn bà không chịu. Cuối cùng đứa con nói hoài thì bà mẹ bà nói một câu vậy nè: tao nuôi mày không lớn mà bây giờ mày muốn không nuôi tao, mày muốn đùa đẩy tao phải không? Nói câu đó là thấy mít lòng rồi, vì thấy chưa, đứa con nói mẹ đừng có nghĩ con như vậy, con đâu có tâm xấu như vậy đâu. Rồi xong cái nói là mẹ không được, cái người con lên gặp những đức, người con nói rằng: thầy ơi, con nhờ thầy nói vài câu giùm cho mẹ con, bả ở trong chùa đi thầy. Những đức nghe cái, những đức biết cái câu này phan duyên không đúng. Dù biết rằng là trong chùa niệm Phật rồi trong chùa có thể sống được tốt, nhưng mà mình không có ép nài người ta, không có ép nài mà phải tùy duyên kìa. Ép nài là phan duyên đâu có đúng đâu. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Bây giờ cha mẹ ở ngoài đời dù là không được như ở trong chùa, nhưng mà chưa chịu đi vô chùa thì bổn phận làm con chúng ta cứ hết lòng phụng dưỡng. Còn từng chừng nào cha mẹ muốn đi đến chùa một hai ngày thì chúng ta tạo duyên cho cha mẹ đi đến chùa, chứ không có ép nài cha mẹ đi vô trong chùa, hiểu không? Còn thí dụ như ngày cộng tu này dẫn đi là bình thường, còn kêu mà ở trong chùa luôn đó là tự phát tâm. Nên mình tu cái gì mình cũng phải hiểu hết chứ. Hiểu rồi đi đụng keo nào mình gỡ keo nấy à, nó không có phiền phức, hiểu không? Còn nếu không là nó phiền phức nhiều lắm á nghe quý vị. Nó rất là nhiều thứ phiền phức. Nên những cái buổi mà chia sẻ gì thôi nó cởi mở quá nhiều thứ trong nội tâm quý vị. Ôi mà chúng sanh nó đủ thứ việc nặng nề nó dính hết trơn. Nên quý vị biết rằng là con người chúng ta chỉ cần mà thiện không dính mắc, ác không buồn phiền thôi là nó mở hết những sự chói buộc ra liền. Mở ra liền. Con người mà những sự chói buộc mà thiện ác nó mở ra hết, nó không buộc ràng được quý vị nghe quý vị, an vui vô cùng. Ngồi lâu gì có đau chân quý vị, cái thẳng chân so chân đi không sao đâu nghe quý vị. Cho phép. Nên từ nơi đó nhớ nè, chỉ cần không bị thiện ác buộc ràng, không bị được mắc buộc ràng, không bị đẹp xấu buộc ràng thì tức khắc quý vị tự tại. Tức khắc tự tại liền. Nhưng nếu quý vị còn một thứ thiện buộc ràng, một thứ ác buộc ràng là quý vị không tự tại đâu. Không có tự tại đâu, xin thưa quý vị chân thật á. Đó. Nên những đức thấy rằng là đúng là Phật pháp cho mình cái niềm vui tuyệt vời vô cùng. Cái cuộc sống này mình sống đặc biệt lắm. Nó không có đặt vấn đề nặng nề gì về vật chất hết chứ quý vị, mà không có thiếu thốn gì đâu quý vị ơi. Không có thiếu thốn gì đâu. Nên mở tâm lượng rộng ra đi, không có thiếu thốn gì đâu. Đây là những điều những đức xác thực mà làm ở trong đây mà thấy rõ ràng luôn. Mỗi ngày sống vui vẻ vô cùng luôn quý vị ơi. Mình gia đình chỉ có một hai người mà sao mình cứ rầu rĩ hoài vậy? Nên chư tổ sư nói rằng là mỗi một con người á, đến thế gian này cứ bận bịu mãi cho đến khi chết, không ai rảnh rỗi buông xuống trước khi lìa đời. Phía sau vòng một niệm quý vị vô chổng vì thăm, có hai ba bà cụ nằm kìa. Bữa nay chắc cũng yếu rồi, sắp mất rồi. Có bà cụ mà bà nằm bà cứ môi cái tả, môi cái tả bỏ vô miệng bà nhai. Môi rồi bà bỏ vô miệng bà nhai. Nó rồi mỗi ngày bà cứ là phân bà đi ra bà bóc phân. Mà bà canh mấy cô vừa đưa cái mặt lại bà lấy cái tay bà chét mặt. Chét phân vô mặt mấy cô. Chơi gì mà ngặt á chứ. Không? Vì coi thấy không? Nhìn rồi cái thấy trời ơi cái cõi đời này không biết mình đi tìm kiếm cái gì mà cuối cùng cuộc đời mình được cái gì. Bởi vì nói rằng á, niệm Phật á, là chúng ta là có tương lai. Người á, biết niệm Phật cầu sanh cực lạc là có tương lai, thấy không? Rất rõ ràng, không thấy chưa? Quý vị coi á, cuối cùng già rồi quý vị thấy được cái gì đâu. Giờ nằm trong đó thì vô trong coi đi. Trẻ nè, vô đến đây cộng tu vô đó coi thử đi, rồi quý vị nhìn một kiếp người liền à. Chúng ta trẻ mai mốt chúng ta cũng già. Những đức xa gia đình năm 18 tuổi, bây giờ những đức 40 tuổi rồi nè. Vậy thấy mau chưa? Đó. Thời gian nó cứ qua.
quý vị coi lay quay là đến một năm nữa nè, tới Tết nữa nè. Cứ thời gian cứ như vậy, một năm qua. Vậy mà bây giờ mình tới tuổi già, bây giờ nhiều cụ ở đây tóc bạc phơ, các cụ coi phải là nhớ hôm nào mình còn trẻ chung không? Bây giờ mình già đó, thấy chưa? Cái thời gian tuy là thấy một năm vậy mà lay quay tới 5-70 tuổi, 7-80 tuổi rồi đó. Bây giờ mình còn khỏe là còn may mắn lắm, quý vị coi có những cụ già, chùa mình nuôi bao nhiêu trăm cụ, thì nhiều cụ khỏe cũng có những cụ yếu chứ. Trời ơi, ở đây nhờ niệm Phật đó, chứ nếu không niệm Phật quý vị ơi, sao mà nuôi cái bà già này được? Hai bên ngôi chùa mà già nhiều vậy, quý vị coi quá trời luôn. Ở đâu mà cái người già mà ở một chỗ mà đông vậy quý vị? Viện dưỡng lão người ta chừng trăm mấy chục người là dữ lắm rồi. Đây rồi, quá trời là đông đúc luôn quý vị coi đó. Thấy không? Nó vô phòng hộ niệm coi đi, hai bà cụ có nằm kìa. Bà cụ Hường bữa nay yếu dữ lắm rồi. Yếu lắm rồi. Còn bà cụ 10 thì thôi da bọc xương lại, da bọc xương sát vô luôn. Nhưng mà ngộ á, cái miệng cứ cười hoài, mặt vui lắm, ngộ lắm. Nó nhưng mà khi nằm á, nằm tự nhiên cái xé mấy cái thả. Xé mấy cái thả bỏ vô miệng nhai. Đó. Thì mấy cô cũng chăm sát nút luôn sạch sẽ mà. Nhưng mà có cái bây giờ có khi mấy cô đi giặt đồ giặt đạc đó, ở đó vậy đó. Nó trời ơi, nhìn rồi mới thấy mà như bà cụ Hương đó. Bà ngày xưa trên thành phố là bà có 3 căn nhà trên thành phố mặt tiền. Mà những đức thường nói mà con của bà vớt sạch nhất hết trơn. Cuối cùng mà nằm ở đây mà tới bây giờ bao nhiêu năm nay luôn có thấy đứa con nào đến xuất hiện đây đâu. Có thấy đâu quý vị. Ở đây những đức nói bao nhiêu bà già ở đây những đức nói. Có những đứa con đưa vô đây tới bây giờ 3 năm chưa đến lần nào luôn. Đưa vô rồi tới bây giờ luôn. Mất tiêu luôn, kỳ cục ghê luôn. Thật sự mà nói đây không phải nói trách chứ cũng như trách đi quý vị. Thật sự mà nói trách là gì? Không phải kêu đem tiền vô đây đưa mà sống sao nó vô tình quá. Dù cỡ nào cũng là mẹ cha mà sao đóng sống như vậy kỳ cục. Thấy không? Đến coi mẹ cha mình sao chứ. Như bà hay là những đức mà nuôi là thấy chẳng ai phải cũ luôn. Bà hay là bà dữ dằn đừng có nói nữa. Bởi vì nó phải có mặt trái mặt phải gì để cho quý vị nhận thức một kiếp người, thấy không? Như bà hay là bà khó chẳng ai phải cũ luôn đó. Bà chửi cả ngày á. Mà ngộ thiệt, bà đó chửi khỏe đó. Chửi mà nó sống dai ác ôn. Trời ơi, bao nhiêu bà già chết hết trơn mà bà sống như sống chơi chơi vậy đó. Những đức nói rõ ràng là bà thiền hiện mặt trái. Thiền hiện mặt trái, không có ghét bỏ gì đâu. Những đức mà gọi là đi ngang có khi bỗng ngoắc ngoắc ngoắc. Những đức lại hỏi cái gì à? Bà chửi cho một chập. Bà có biết gì đâu, bà cứ chửi te tua, bà chửi tứ tung hết trơn, bà chửi đừng có nói nè. Có khi những đức đi ngang, những đức núp núp đi ngang, tại bà gặp mình bà chửi mang tội mất công thôi, mình trốn mất phút cho rồi đi. Mấy cô mấy chú với bà cũng chửi chứ, bà chửi dữ lắm. À, có những bà vậy đó mà không phải lúc nào cũng vậy mà bà ưa chửi, bà chửi dữ lắm. À, cũng là cho xe điện ngồi chở bà đi vòng vòng rồi cho bà vui, nhưng mà bà chửi là chửi à. Ai mà bà già nào mà ngồi gần bà là bà nói tao thôi vô mặt mày, bây giờ mày ngồi gần tao mày nhìn cái gì. Trời ơi, bà già bà yếu mà sao mà bà quýnh thì đau kinh khủng luôn. Còn mấy cô đến gần thay đồ cho bà nắm cái túi áo của mấy cô là bà nói bà xiết là cho gách cái túi á. Xiết cho gách cái túi không phải đơn giản đâu. Bà cụ hay á, quý vị hỏi bà cụ hay, bà cụ nào? Bà vô mà như quý vị lạ đến mà chưa chửi đâu. Quen thời gian mới chửi. Cũng là nghiệp duyên chứ không phải tự nhiên bỗng không đâu quý vị. Thấy không? Mình nhìn bà là mặt trái mình nói đúng là tới tuổi già khổ quá, nhiều bệnh đủ thứ. Thấy không? Còn bà cụ 10 bà cụ Hường này nằm chỗ vô gặp mặt cười suốt vậy đó. Bà cụ 2 bà gặp là bà chửi te tua. Bà nằm đó bà chửi. Mà bà tính ra cũng 6 năm bà nằm rồi đó quý vị. Sạch sẽ, ngon lành, không có gì hết. Nó đi ngang cái ngoác ngoác vô biểu coi. Nếu mà ngồi xuống nói chuyện thì thích. Chắc là nằm buồn hay sao. Còn mình bận biểu đâu mà thời gian đâu mình ngồi nói chuyện hoài. Mà mình đứng lên mà đi thì bà chửi mình. Từ nơi đó mà những đứa cũng bị chửi cũng 7-8 keo rồi đó. À, rõ ràng thì coi nhìn từ cái góc độ này tất cả những người trẻ đó. Nếu bây giờ mà quý vị sống buông thả, sống hư hỏng, bất hiếu với cha mẹ, sống ra gì, uổng cuộc đời quá. Nè, thứ tư này đến đây giữ chương trình người mù đi rồi nhìn người mù. Người ta không có cặp chân để mà đi, không có đôi tay để mà làm việc này việc kia, không có cặp mắt để mà nhìn đường. Mà bây giờ người ta cầu mong người ta có đôi chân, có đôi tay, có cặp mắt đó, người ta không có đó.
Còn bây giờ mình có đôi tay, đôi chân, cặp mắt, tại sao mình sống vô nghĩa gì à? Như những đứa cũng sống vô nghĩa nè, những đứa nghe đạo, những đứa quay đầu hướng thiện nè. Phật nói quay đầu là bờ, những đứa tin 100%. Mình quay đầu Phật cho mình cơ hội đó. Cơ hội không phải Phật cho, mà do chúng ta nghe đạo quay đầu mình cho mình cơ hội. Nên tất cả những người còn trẻ nhớ nè, mình quay đầu là mình được cơ hội. Mình không quay đầu thì mình chịu khổ đau triền miên, không nói chân á. Thấy không? Nó nên vô đây á, chùa nuôi nhiều người già nè, đi coi đi. Đi thăm các cụ già đi sẽ biết à. Nó những đức bữa nay bắt mấy cái máy nước nóng xung quanh chùa. Hồi sáng những đức ngồi ngay chăn chỗ cái gốc cây, những đức nhìn mỗi bà chạy lăng xăng qua hứng miếng nước nóng uống. Nó, tại vì sao một khu vậy được có một cái máy đông người, nó có một vòi nước, vòi nước nóng, vòi nước lạnh, thì người gót miếng đứng xếp hàng để bữa nào mua thêm một cái nữa. Nó rồi bắt bốn cái vàng nước lọc cho mấy bà tắm á. Nên từ nào đó bắt vàng nước lọc á, rồi xong á, cho thêm mấy vòi nước á, mua thêm mấy cái thùng nhỏ nhỏ để cho hứng nước nóng á, để vô trong cái nhà vệ sinh để mà pha nước. Chứ không thôi không mua mấy cái thùng nữa thì vác cái thùng trong nhà vệ sinh ra. Nên từ nào đó mua mấy cái thùng xanh nhỏ nhỏ đó để hứng miếng nước nóng đem nhà vệ sinh để pha. Tắm xong phải đem ra chồng vô cái đống xô đó để cho cái người khác đã tắm, đúng không? Nó có nghĩa là cái này cũng cặn kẽ chứ không đơn giản quý vị. Cặn kẽ từng chút quá. Nên bắt mấy cái vàng nước nóng, mấy bà này mừng lắm, mới gặp mình mới nói cảm ơn thầy nghe. Hỏi cảm ơn gì? Cho con được nước nóng tắm. Ừ được rồi, cảm ơn. Thấy không? À. Bắt đầu là vài ngày sau nữa bắt tiếp tục ở bên kia thêm hai vàng nữa là đủ hết trơn rồi đó. Nghĩa là thật sự mà nói, bao nhiêu trăm con người nữa bị làm việc quanh năm, làm hoài làm cũng không hết việc đâu. Sáng mở mắt ra là có việc không chứ không nói gì. À. Nên bị hổm đi đổ rác rồi đi ra ngoài kia đổ, ngồi chầu chờ chầu chực, ngồi 2 tiếng đồng hồ. Đi ra ngoài cái bãi rác ở ngoài cái gì tóc tiên tóc gì, trời nhìn người ta khổ thảm thương. Bởi vì những đức có buổi giảng với đó, những đức nói, những đức bấm lên mạng, những đức nhìn, ô thì ra là nhiều bãi rác miền ngoài, nhiều bãi rác. Có những cái bãi rác mà miền ngoài có một bãi rác quý vị, 2 giờ mấy khuya là khoảng 1000 chiếc xe Honda nó đậu sẵn. Mà xe Honda là những cái bàn lái mà đặc biệt á, ở phía sau có cái thùng. Rồi vừa mở cổng ra 1000 chiếc xe đó lao chạy. Chạy chứ quý vị biết không? Đến trước cái bãi rác đặng moi rác trước. Moi bọc á, lụm bọc á. Cuộc sống của người ta, bao nhiêu con người là do lụm bọc á. Nên phóng viên nói câu, tất cả những người này kiếm ăn từ nơi bãi rác, lụm bọc dơ vô cùng luôn, ô nhiễm cực kỳ luôn. Thế thì biết chính những đức vô trong bãi rác này, vô trong đó luôn, những đức đi vòng vòng, những đức coi thấy đúng là thảm thương thì khổ thiệt. Nó những đức vô đó đổ đứng chờ tài, đứng chờ 2 tiếng mấy đồng hồ đứng chờ. Nên thầy chùa đứng chờ sẵn cầm bánh cầm kẹo theo kết duyên luôn, đứng tại chỗ bắt cái máy niệm Phật cho lớn lên. Mấy cái thằng đi đổ rác đi ngang nó cái gì vậy trời. Cái gì vậy? Như đức nói bộ mày chưa từng nghe hả mày? Thì biết rằng ở trong chùa thì không có xưng thầy đâu, đi ra ngoài gặp mấy cái thằng mặt dữ đi đổ rác, đổ rác mà sân si mặt kinh kênh. Con là để thầy biểu này cho cái bánh này con. Nó dạ thầy, ngộ ghê nha, xưng thầy cái nó dạ cho cái bánh này con. Thấy chưa, kết duyên đó, đúng là Pháp Môn Tịnh Độ này đặc biệt gì đâu, đi đến đâu cũng là kết duyên được cho người ta tốt đẹp chứ đâu, đi đến đâu cũng kết duyên đặc biệt ghê. Gặp mấy người mà ta quét rác ngoài đường cũng kết duyên cho ta máy nghe pháp. Nó có nghĩa là nó lao theo những vị trí để gặp được đi kết duyên. Những đức nói á, những cái nơi mà rác đó quý vị nên đem máy nghe pháp vô đó tặng. Những đức bữa nào những đức đem vô đó 100 cái máy, những đức tặng một phát trong đó 100 mấy chục cái máy, những đức tặng cho những người mà đi lượm rác ở đó. Tại cuộc đời họ khổ quá rồi, biết đâu họ nghe những cái câu này họ biết niệm Phật được lợi ích, thấy không? Nên tất cả những cái bãi rác miền ngoài những đức không có ra ngoài được. Nên quý vị Phật tử ngoài đó mua máy đem lại bãi rác cho đi, thấy không? Mua một loạt một luôn, 1000 chiếc máy, hùng tiền lại mua đi, rồi đem lại đó tặng cho người chiếc, rồi kết duyên cho họ đi, rồi xong làm hết trách nhiệm rồi đó.
À, chiếc máy nghe pháp này thẻ nằm bên trong không mà cho họ nghe đi. Mà những người mà ngộ lắm, ta hút rác nó nói chuyện với mình vui lắm, gần gũi lắm quý vị. Chuyện thẳng ngộ lắm. Nó nghĩa là mình gần những cái con người mà người ta, mình nói ví dụ như cái tầng cấp thấp đi, con người mình nó thấp theo. Con người mình có khi nó hướng đến cái tầng cấp cao, nó cao lên luôn à. Nó quên nhìn cái tầng cấp thấp. Nó nhớ làm thiện không phải nó làm lớn làm nhỏ gì, mà quan trọng là một tấm lòng mình đó quý vị. Thấy không? Làm sao là bằng một cái tấm lòng mình á, đừng có nói rằng là tôi làm việc lớn việc nhỏ. Có những người bị cái bệnh này nè, tôi làm việc lớn quen rồi không làm việc nhỏ, bậy quá. Con người cái gì nó nhỏ nó mới lớn. Từ nơi đó nó bằng một cái tấm lòng mà làm thiện. Chứ đừng có nói rằng tôi làm việc lớn rồi mà việc nhỏ không cần làm. Xin thưa với quý vị nghe, cái nhà vệ sinh những đứa còn đi coi, cái xô còn nhìn ra được. Làm việc lớn không nhìn việc nhỏ hả? Những đức nói vì cái người làm việc lớn mà không nhìn việc nhỏ là nó sẽ phá việc lớn bị tiêu. Nên có những người giống như làm việc lớn bao la nhưng mà ở bên trong nó hư tan nát hết trơn. Từ cái nhỏ nó phá tan nát bên trong hết trơn rồi cho quý vị biết. Nên con người mình nghe đạo rồi nó phải tỉ mỉ từng chút để mà nó chỉnh đốn lại từ cái nhỏ, nó đừng có để nó hư cái lớn hay chưa. Trong một gia đình mà quý vị không quan tâm cho con, hoặc là quý vị không quan tâm cái chuyện ăn uống, cuộc sống trong gia đình nhà cửa sạch sẽ, bị nói việc đó việc nhỏ không quan tâm mà. Việc nhỏ này mà không quan tâm là tất cả những cái hình thức của gia đình nó bị tan nát đó. Cho vị biết chính những đức lo cho chúng nè, những đức thấy quan trọng cái chuyện mà lo cho người ta chén cơm manh áo ghê luôn, quan trọng vô cùng luôn quý vị. Ồ, lo được cái này rồi người ai cũng vui, vui rồi là cái tự nhiên hoàn cảnh này tốt mà. Những đức nói rằng có nhiều người gặp những đức nói trời ơi, ở trong đây công nhận được những người trong đây gan thấy ghê luôn, dám ở trong đây. Ở đây gan thiệt luôn, những đức hỏi gì mà gan. Họ nói rằng trời ơi thầy ơi thầy, ở đây khu công nghiệp ở không nổi đó thầy ơi, hít cái mùi này chết á. Nhưng Đức nói ở đây 6 năm rồi, Nhưng Đức lên được mười mấy ký đó. Mấy cô mình mập mập không à, có những cô 72 ký à. Biết cô mình, cô nào cũng thấy mặt mày sáng sủa, bị coi rõ ràng không, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển không quý vị. Đúng ra cái hoàn cảnh đây mà không tu sống không nổi thiệt. Rồi cái sức ô nhiễm ở đây nó mạnh quá, mà nó đâu có đơn giản. Vậy mà quý vị vô đây có thấy ô nhiễm không? Đâu thấy ô nhiễm đâu. Quý vị biết nha, cái nguồn nước của mình quý vị thử uống đi. Cái nước lọc của mình quý vị thử uống đi. Những đức nói đố mà nước lọc bên ngoài mà sánh bằng. Không sánh bằng. Chính mua mấy cái máy nóng lạnh kìa, người ta đưa mấy cái bình nước theo kìa, để mà mình trồng vô cái bình nóng lạnh quý vị. Những đức uống á, một bình nước những đức nói quý vị uống, trời ơi nó khó khăn uống, đừng có nói nữa. Cái mùi gì đó nó hôi khó chịu, đừng có nói nữa. Còn nước vô mình là nó bình thường luôn, nó không có bỏ chắc gì vô, nó luôn buồn sộn. Mà chính cái anh mà anh làm cái máy lọc nước, anh gì anh thí nghiệm nước của chùa mình, nó nói trời trời sao nước đây sạch dữ vậy thầy, nước gì đâu mà chưa lọc mà muốn uống được luôn rồi. Thì biết ngày xưa mới đi về đây nghe, xin thưa quý vị nghe, nó khoèn đừng có nói nữa, khoèn nhiều lắm. Mà bây giờ ngộ lắm, không có khoèn đâu, nước sạch lắm. Rõ ràng không? Nhà Ba Học Giang bụng thắng ông thí nghiệm thấy không? Một câu A Di Đà Phật dán vô bình nước thôi là nước kết tinh tốt. Con người mà niệm Phật là con người này chuyển tướng, phát sinh trí tuệ luôn, rõ ràng mà. Quý vị coi như Đức 5-6 năm về trước rồi bây giờ phải khác không? Khác quá trời luôn chứ. Khác và cách giảng cũng khác luôn. Lòng lành chuyển tướng thay tên, có thể chuyển luôn mà cảnh xấu trở thành tốt mà. Nên những Đức nói rằng là nước lọc chùa mình á, quý vị đi đến đây á, hứng một ca nhỏ nhỏ đem về uống đi. Ông chồng mà ăn nhậu cho ông uống miếng nước chùa mình đi. Mai mốt uống rượu chát ngầm mà uống được đâu. Nước đây không phải nước bình thường đâu cho vị biết á. Nếu ở đây là bình thường á, là cho vị biết á, là uống không được đơn giản đâu. Nhờ tu á, nó mới chuyển cái nước xấu mà thành nước tốt á cho vị biết á. Nên có nhiều cô Phật tử đi đến đây cô lấy cái ca nhỏ nhỏ, cái chai nhỏ có hứng, hứng đem về nhà uống. Nước đây là nước trong ngôi Tam Bảo, mà ngay chỗ này tu dữ quá. Cả ngày tu mà người nào cũng bấm số niệm Phật. Trời ơi, vô một cái quý vị chạy xe bên ngoài, chạy tới khúc gần gần đây là quý vị thấy từ trường. Nếu quý vị mà có tu nghe, quý vị sẽ cảm giác cái từ trường gần chùa mình nó ấm lạ lắm. Bước vô chùa cái tự nhiên nó ấm vô cùng vậy đó. Nó không có lõn từ trường đâu. Còn quý vị bước ra bên ngoài, quý vị coi từ trường nó lõn kỳ cục lắm. Gió mà nó rét lạnh kỳ lắm. Còn vô đây gió là nó mát, còn nếu không có gió thì nó ấm. Là do cái tâm của người đây đã tu đó. Nó rõ ràng luôn. Cái này là những đức nói xác thực, có kiểm của kinh giáo quý vị. Yên tâm đi,
Nó nên đi đến đây á, nó từ cái nước, từ cái cơm trong chùa này quý vị ăn cũng có phước, đừng nói mà tội tội gì. Coi cô gặp con nhà đứa nó, thầy thầy, con nghe quý thầy giảng nó ăn cơm trong chùa tội chết. Chứ ông thầy nó bệnh hay gì. Thầy nó bị tâm thần hả? Chắc nhà chùa không ai nấu cơm nên ăn cơm chùa tội khỏi nấu. Ôi trời, tự nhiên ta cúng dường mà ta ăn cơm trong chùa mà tội. Bậy ghê thiệt chứ. Giống như bây giờ như Đức cho đồ quý vị mà quý vị không nhận, thì nói là thầy cho đồ con thiếu nợ, thấy phản cảm. Thấy chưa? Kỳ cục ghê luôn á. Ta cho thì nhận đi, dư thì tặng cho người khác. Giống như tôi, ai cho tôi nhận, dư tôi tặng cho người khác à. Chứ làm gì tội. Chúng ta kết duyên vẫn là thù thắng hơn là nghịch duyên chứ. Thí dụ như bây giờ mình tặng cho ta món quà, đời đời kiếp kiếp gặp nhau ta tặng mình món quà vẫn là đặc biệt đúng không? Bây giờ người ta tặng nó, thầy ơi con đủ rồi, con không nhận đâu, con nhận của thầy con sợ dính tội chết. Vì thì đời đời kiếp kiếp chúng ta đâu có tặng cho nhau cái gì nữa đâu quý vị, con nhận không? Nên phải gieo duyên. Thí dụ như mình đi đâu cũng vậy chứ nha. Từ khi là người ta cho mình trái lựu đạn thì mình nói thôi 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 lựu đạn cái tôi. Lựu đạn tôi có gì không cầm trời. Tự nhiên. Tìm trái lựu đạn cho tôi chơi. Thầy Đức cô, thầy Đức bây giờ con phải làm sao? Bây giờ thầy nói là cho là phải nhận. Bây giờ nó cho trái lựu đạn con làm sao thầy? Giải thích chỗ này cho tao, mấy bà thì cũng lao lắm. Mấy bà thì khi mà cũng đeo lựu đạo với nhà. Nói thầy Đức nói là cho gì cứ nhận đi. Trời trời, nó cho cái lựu đạo không bị nhận rồi, đời đời kiếp kiếp nó gặp nhau nó cho lựu đạo. Nổ bành sáng luôn phải không? Thôi cho cái thứ ác độc là không có nhận. Đúng không? Cho cái thứ tốt đẹp Phật pháp thì nhận. Cho lựu đạo nhận chi? Cho dao mát nhận chi? Thôi, giao tôi không dám đâu. Thấy không? Hoặc là bây giờ tự nhiên mình có chồng rồi, cái thằng nào nó nói cô nghe cô biết Phật pháp rồi, ông thầy cũng giảng nha, cô cho tôi hung cái đi, không cho hung là đoạn duyên đó nha. Nói, trời trời, thầy giảng chỗ này mà chưa nói rõ chỗ này, thôi kệ, cho hung đại cái đi kết duyên. Nó không có đúng nha, tào lao. Tôi không có nói cơ kiểu thầy nghe. Có chồng rồi phải giữ mình đàng hoàng chứ, cho người ta hung mà kết duyên cái này không, không kết duyên này. Duyên này là duyên khổ đau phải không? Nó khỏi, này là duyên Phật pháp mới nhận phải không? Nó cho duyên cho chuỗi, cho máy niệm Phật, cho máy nghe pháp, cho máy bấm số niệm Phật, cho kinh giáo, cho sách vở thì mình có thể nhận, mình đem kết duyên được. Còn cho lựu đạn, cho nụ hung, cho nắm tay, cho ôm, không cho. Tào lao. Này mà cho là chết luôn á, quýnh te tua luôn không? Trời, bởi vì hướng dẫn chúng sanh phải nói cho kỹ. Hướng đầu này họ chạy đầu kia. Mình phải chặn hết tất cả các đầu lại. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Vì nói kết duyên mấy bà đụng cái đầu mấy bà cũng kết hết chứ nha. Kết duyên chắc đem mình ra nó xé xác mình luôn không? Nó, hoặc là mình vô trong công ty xí nghiệp. Vô trong công ty xí nghiệp, tự nhiên cái thằng này nó đem nó tặng cho mình đâu dép. Không có nhận. Nó dép nhận chứ trời. Không, hoặc là nó mua một cái váy, một cái gíp, một bộ đồ tặng cho mình, nó không tôi không nhận. Vô duyên quá, tôi có chồng để chồng tôi mua cho tôi không có nhận đồ của ai chứ á. Không có nhận. Hoặc là sinh nhật của mình nó mua đồ nó tặng cho mình, đàn ông nó mua cho mình, không có nhận. Không, tôi không có kết duyên tình này đâu, phiền phức lắm, khỏi, không có nhận. Chỉ có duyên Phật pháp tôi mới kết. Thấy không? Hướng dẫn rất rõ ràng đấy chưa? Chứ mình kết duyên cái đàn ông nó phiền lắm. Nó cho đồ mình mai mốt nó đòi hỏi phiền phức. Thấy không? Nó nói có qua có lại mới tội lòng nhau chứ ép. Thấy không? Nên phiền phức nha. Phải khéo. Thí dụ như mình con gái đi, đừng có tùy tiện đi uống nước với con trai. Tự nhiên nó mời mình đi uống nước, thôi tùy tiện không có uống nước được đâu, phiền phức lắm. Đi uống nước rồi nó rề rà, phiền phức nó hỏi han đồ phải không? Thôi uống nước thì uống nước, bạn bè hiểu nhau đi uống nước. Anh trả tiền, tôi trả tiền, mẹ tôi dạy vậy đó. Chắc ăn đúng không? Chừng nào có duyên với nhau đặc biệt thì tính. Còn cái chuyện mà bạn bè bình thường, anh uống anh trả tiền, tôi uống tôi trả tiền, không nói chứ
nó bao bao lợ phiền phức lắm, phải không? Nó bao mình mai mốt nó rủ ren mình phiền phức, phải không? Gái phải khéo hay chưa. Nó mới thằng trai nó bao mình, nó mua đồ cho mình này kia là nó có dụng ý, thấy không? Nó mua đồ cho mình là nó có dụng ý chứ không phải giỡn, thấy không? Nó chứ đừng có nói mà ngon lành, nó cho không bao nhiêu mà nó lấy lại nhiều, nó tính toán nó so đo lắm, thấy không? Nguy hiểm ha. Nên nó bị nghe rõ ràng chưa? Đủ duyên tùm lum tùm la chân kết tùm lum tùm la là phiền phức đó nghe. Nó thứ hai tuần này nè là chiếc áo mà những đức đặt có nè, ngày mai người ta đem lại 2000 chiếc chủ nhật tặng đó nghe. Hồi chiếc áo cái này là mới nhất luôn quý vị, mới làm lần đầu tiên luôn đó. Một câu ai cho Phật niệm đến cùng phía sau bận đi đâu cũng có phước vậy. Chắc bữa đó dẫn nóc nái anh ương đến đông dữ lắm. Nên từ nơi đó 2000 chiếc. Mà bữa đó tặng sao? Bên ngoài đi vô, bên ngoài cái đi vô là chắc ăn nhất. Ngồi đông cái này nguy hiểm quá. Mấy cô nó coi đông quá, cô không dám, không dám tặng, đông người nguy hiểm quá. Nên từ nơi đó bên ngoài đi vô, đi vô những đứa đứng đây nè, cái những đứa đặt trách cho mấy cô đứng đây để mấy cô nhìn xê, mấy cô biết cái bà này mập, đem cái áo mập coi, áo mập. Thấy không? Cái bà này ốm, đem áo ốm. Bà này cao, đưa áo cao. Nói không? Nó tiện bề để nhìn người, còn ngồi gì á, dù là lùn đi chăng nữa ngồi mình cũng thấy ngang ngang nhau không à. Nên đưa áo khi về bận không vừa. Nó nên mai nhiều xê á. Đó là chủ nhật tuần sau tặng áo nha, là đúng như lời hứa luôn á. Ai không đến thì thôi. Chứ bây giờ mình mà không nói lên biết đâu từng chủ nhật trong đây có những cô không đến được á, quen mỗi tuần đến mà ngay từng đó không đến. Cuối cùng mình tặng gọi rồi. Có nói trời ơi thầy bữa đó từng đó con không có đi thầy ơi. Con có đi rồi thầy tặng áo hết trơn, thầy có để cho con cái nào không thầy? Như Đức nói không. Cho hết trơn, còn cái nào đâu trời. Không, mình thông báo rõ ràng với quý vị. Kệ kết duyên quý vị. Đến thế gian hết lòng mà kết duyên nha. Kết duyên Phật pháp. Những công đoạn này những đức đều đọc lời dạy của chư tổ sư. Các ngài dạy những người hiện hữu ở thế gian này, nếu thật sự bạn là người có tương lai đúng nghĩa, là người biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, là người thật sự có tương lai đúng nghĩa, phải nhớ khi chúng ta nghe những công đoạn này, mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Vì sao người niệm Phật là người có tương lai đúng nghĩa? Tại vì nếu như mình mà giàu sang phú quý, đẹp, có địa vị xã hội, nhưng nếu mình mà không biết niệm Phật, vậy thì cuộc đời của người mình chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, nó đi qua rất là mau. Và cuối cùng chúng ta có thân người này được mấy chục năm thì chúng ta tiếp tục đi đọa lạc. Phần nhiều nếu chúng ta không biết niệm Phật, không biết tu, phần nhiều đều là tạo nghiệp, làm điều sai quấy, làm ác. Cũng như những đức lúc chưa biết Phật pháp là những đức không biết thương người, đều là có cái tâm chỉ biết lợi mình, không có nghĩ đến ai hết chứ. Nếu như cứ như vậy mà tiếp tục sống thì đến khi những đức thọ mạng đến và chết, vậy thì chắc chắn rằng là những đức đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Nên dù cho là cuộc đời những đức có giàu sang phú quý cỡ nào, nhưng nó đâu có phải là cái tương lai đúng nghĩa. Còn một người này rất nghèo nàn, tật nguyền, xấu xí, không có địa vị xã hội, nhưng họ biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi thọ mạng đến được Phật A Di Đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc, có được cái thân không già không bệnh không chết, năng lực đầy đủ để đi tha phương pháp giới, thị hiện để độ sanh, vậy thì người này mới là thật sự là người có tương lai đúng nghĩa. Nếu như chúng ta mà nghe những chỗ này, mọi người mình nên chú ý để ý một chút. Nên tất cả những người mà không biết tu, không biết niệm Phật,
không biết hướng đến chỗ giải thoát. Người này dù là quý vị thấy hiện tại họ giàu sang phú quý, nhưng đây không phải là tương lai đúng nghĩa. Họ nhớ đó. Nên tương lai đúng nghĩa là biết niệm Phật. Khi chúng ta nghe gì rồi thì mình thấy mừng khi mình gặp được Phật Pháp. Nên trong kinh Phật mới dạy là cái thân người mình có được nó đã khó lắm rồi, mà cái việc chúng ta gặp Phật Pháp nó càng khó nữa. Nên thí dụ như bây giờ mình không phải tự nhiên gặp được Phật Pháp, mà có khi nó qua trung gian. Có những người ngồi trong đây mình gặp Phật Pháp rồi mình rủ bạn bè đến gặp Phật Pháp. Rõ ràng là nó qua trung gian của cái duyên để mà nó giúp cho mình tiếp cận được Phật Pháp. Mà cái duyên này nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo và trồng cho những người khác, nên đời này tiếp tục là người ta gieo và giúp mình để trồng vào cái duyên mà gặp Phật Pháp. Hiện tại mình bây giờ cũng được người ta giúp, cũng như là mình giúp người ta làm sao thì người ta giúp mình vậy. Thí dụ như cuộc đời này nhiều người giúp mình đều là những điều tốt đẹp thiện, thì chắc chắn rằng là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng giúp người ta những điều tốt đẹp và thiện. Còn nếu như đời này mình gặp nhiều người ác bên cạnh mình và giúp cho mình làm ác, vậy là nhiều đời nhiều kiếp mình đã giúp người ta làm ác, thì đời này người ta giúp mình làm ác. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Thí dụ như đời này mình gặp những bạn bè biết tu hành dẫn dắt mình đi tu, đó là cái nhân thiện. Nếu đời này mà mình gặp những bạn bè ác rủ mình đi ăn nhậu, hư hỏng quýnh lộn quýnh lạo vậy, thì đó là chính mình đã từng gieo nhân ác, bây giờ bạn bè ác dẫn mình đi làm ác. Nên những điều này nó rất là xác thực và nó gần gũi trong cái cuộc sống. Mà khi quý vị nghe Phật Pháp thì quý vị thấy nó quá gần gũi và thấy nó công nhận là xác thực. Thí dụ như bây giờ mình sinh con mình nó ngỗ nghịch hung ác, là những đứa con này đến để mà đòi nợ. Còn người ta sinh con ra, con người ta là hiền thiện hiếu thảo với người ta, là nó đến để trả ơn cho người ta. Như hồi tối những đứa gặp cái cô này, và thêm một cô đi chung nữa, hai cô đều là 30 tuổi. Nhưng cô 30 tuổi mà được chồng thương yêu này, cổ dở lắm. Cổ không biết nấu cơm, cổ không biết nuôi con gì hết trơn. Cổ chỉ biết đẻ con thôi. Cổ nói là chính cổ nói luôn á. Nói con đẻ con được, con biết nuôi thầy. Chưa từng nấu cơm cho chồng để mà ổng ăn cơm luôn. Có nghĩa là việc nhà, việc con cũng không có gọi là chu đáo gì hết chứ. Vậy mà chồng con nó thương con vô cùng luôn. Còn con nhỏ bạn kế bên nó nói rằng, còn con thì thầy biết rằng tất cả việc gia đình bên chồng con làm hết, cực khổ vô cùng luôn mà cuối cùng bị chồng bỏ. Sao kỳ cục vậy nè. Thì quý vị biết rằng hai cô bằng tuổi, một cô đến thế gian này là chồng trả nợ cho cô, một cô thì đến thế gian này là cô phải trả nợ cho chồng. Định lực nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu, gieo nhân gì gặt quả báo nấy mà. Nên Phật có nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Rõ ràng. Mà cái cô mà cô dở đó nghe, mọi vị biết rằng cái cách nói chuyện của cổ nó rất hồn nhiên, tự nhiên. Cổ 30 tuổi có hai đứa con, nhưng cổ nói chuyện nó rất tự nhiên lắm luôn á. Cô nói con dở lắm thầy ơi, con nghĩ rằng là chắc con có chồng, chắc là bên chồng trả con về quá à. Rồi ba mẹ con cũng nói là chắc là mày thế nào cũng bị trả về, thôi trả về thì về ba mẹ nuôi cho. Mày dở quá. Mà được con cái là cái cô này, cô hịch hạ, cô nói chuyện thật thà, cô vui vẻ, cô nói rằng ngày xưa con chưa biết học Pháp gì đâu thầy. Nhưng mà mỗi lần mà sinh nhật của con cái là con á, trước đó con đi dành tiền, con mua đó khoảng 150 phần quà hoặc 200 phần quà là con đi cho người nghèo. Mỗi lần tới sinh nhật là con cứ làm vậy đó thầy. Con để dành tiền, có tiền con để dành tiền, con cứ gặp ai khổ con giúp được con giúp. Nhưng mà con cái là con rất là dở chuyện trong gia đình, nhưng mà con thì ai thương ai ghét con mặc kệ người ta, con không có giận hờn ai. Cái cô đó cô được cái tâm vậy thôi nên cổ không có khổ tâm. Mà chồng cổ thương cổ vô cùng, trong khi cổ rất là dở mà chồng rất thương. Mà cổ rất là khá giả nha quý vị. Còn cái cô kia rất là giỏi, nhưng chỉ có một cái là nội tâm buồn khổ nặng nề. Rất là giỏi mà nội tâm buồn khổ nặng nề, chồng bỏ và khổ vô cùng. Hai người bằng tuổi mà lại nghiệp duyên mỗi người khác nhau.
Nếu như mà không nghe được Phật pháp thì trách số phận, thì càng ngày cái nghiệp nó càng nặng. Tại sao mình sanh ra đời mình có ác gì đâu mà tại sao kỳ cục như vậy? Còn con nhỏ này sanh ra đời sao mà cái gì nó cũng may mắn đến với nó? Gieo nhân gặt quả. Nên quý vị phải nghe Phật pháp nó mới thông được cái chỗ này. Nếu như đời này mà mình gặp cái cảnh ngộ khổ đau, mà nếu như mình không vui vẻ để mà trả, thì chắc chắn rằng là đời sau tiếp tục trả nữa. Còn nếu cái cô này đời này chồng cổ thương yêu cổ như vậy, mà nếu cô không tu nhân tích đức thì nhất định là cổ khi mà hưởng hết cái phước thì cái quả sẽ đến với cổ. Nhưng mà cô này đặc biệt là cổ biết Phật pháp đạo Thiên Chúa, nhưng mà tuần thứ bảy nào cô cũng đến lớp Đệ Tử Quy để mà cô nghe những đức chia sẻ. Hôm qua là cô dẫn một người bạn mà bị chồng bỏ là đi lần đầu tiên. Cô đã vừa đi đến cô đã thích đó. Bị chồng bỏ, cô dẫn cô đó đi đến cái lớp Đệ Tử Quy hồi tối để học tập. Thì quý vị biết rằng cuộc đời đến thế gian này, chúng ta nhìn như bàn tay mình, có ngón dài ngón ngắn. Người thì có người có phước, người thiếu phước, có người đẹp, có người xấu, có người giàu, có người nghèo, có người cao, có người lùn, có người mập, có người ốm. Quý vị coi nó không hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì nghiệp bất đồng sao giống nhau được. Nên á, chúng ta muốn chuyển cái nghiệp của mình thì chúng ta phải sửa đổi lỗi lầm nè. Nhớ nha, muốn chuyển cái nghiệp là phải sửa cái tâm xấu nè. Sửa cái tâm xấu mới chuyển được cái nghiệp. Vì cái nghiệp chướng là do cái tâm xấu nó chướng. Mà bây giờ sửa cái tâm xấu là chuyển nghiệp chướng. Chướng là trở ngại. Những sự trở ngại của cuộc đời mình là do nghiệp mình đã tạo. Mà nghiệp là ngay cái tâm buồn phiền nặng nề sân hận khó chịu là nghiệp chướng, là chính mình nè. Khi mình nghe đạo, mình biết niệm Phật rồi thì mình chuyển được cái tâm chướng đó, tức khắc là nghiệp chướng tiêu trừ. Cái này là cái mình quyết định đó quý vị. Nó rõ ràng là chính mình quyết định đó. Nên nó mỗi tuần đi về đây chứ được bổ túc như vậy. Vậy mà những buổi nói chuyện này nó giải quyết rất nhiều vấn đề của cuộc sống con người ta đó nghe quý vị. Thì coi đông người như vậy, vô cùng là đông. Nên chúng ta học tập để nhắc nhở mình nhớ nè. Người có tương lai đúng nghĩa là người biết niệm A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta không có cái gì để khổ ở cái cõi đời này nữa chứ. Đối chuyện khổ vui ở thế gian này, có một bài kệ rất là hay, những đức đọc cho quý vị nghe nè. Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục là vui khổ, khổ để tu hành khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Nó hai bài kệ rất là hay. Các vị coi rõ ràng không? Có vui có khổ không? Rất là nhiều người ngồi trong đây khi vừa đến với nhau yêu thương và làm vợ làm chồng nó vui phải không? Lây quay tới khổ ha. Nên câu này nói rằng mong sao giữ tánh không vui khổ. Đây là quân bình tâm nè. Mới thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Chấp khổ thế nào cũng là tăng khổ, chấp vui thế nào cũng sanh khổ. Chấp khổ thì khổ càng khổ thêm. Nên giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Muốn giữ được cái tâm bình thường, cái tâm mà không bị cái vui buộc ràng và cái khổ tăng thêm khổ, thì phải giữ câu gì? Câu Phật hiệu. Nên tương lai đúng nghĩa là niệm A Di Đà Phật nè. Còn có nhiều người quý vị thấy nhìn cái tương lai của họ rạng rỡ giàu sang, nhưng họ bị cái buộc ràng của tiền bạc, nên họ vẫn bất an, sợ mất tiền, mất của mất danh, khổ ơi. Còn khi mất đi thì khổ, được thì vui. Nên họ dính mắc cái vui, cuối cùng họ mất đi họ khổ. Nên hai câu này rất hay. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài nỗi khổ vui. Là nhớ A Di Đà Phật thì vị sẽ thoát ra ngoài khổ và vui. Tuy mỗi tuần đi đến đây học nghe gì chứ nó viết bình định cái tâm lắm. Rất là bình định cái tâm quý vị. Nên những đức học Phật, những đức cứ nêu rằng dặn người là mình khổ, dặn người là mình tổn phước, so đo tính toán với người là mình tổn phước.
Những cái điều này nhắc hoài luôn đó. Sống cuộc đời này, dù là mình có làm bao nhiêu việc thiện đi chăng nữa, đừng có mong cầu người ta đến với mình thiện. Thiện là tự nhiên đến chứ không phải là mong cầu. Mình làm bao nhiêu việc thiện mà người ta dẫn đến với mình bất thiện, cứ chuyện của người ta. Gieo nhân gì gặt quả báo nay. Mình làm thiện thì cứ làm thiện. Đừng bao giờ làm thiện mong người ta khen hoặc người ta phải đối xử với mình thiện. Nếu mình làm như vậy mình có cái tâm mong cầu. Mà đã là có mong cầu cái chuyện tôi làm thiện phải được thiện, tôi bố thí phải được giàu sang, tôi thí pháp phải được thông minh trí tuệ, tôi phóng sanh phải được tuổi thọ kéo dài, vậy thì thế nào quý vị cũng bị sanh phiền não. Nếu là phước duyên này nó chưa đến mà cái nghiệp quả nó quá nặng nề, bây giờ phải trả. Tạo phước này nó chưa chuyển được nghiệp, vậy thì quý vị nói tại sao tôi làm phước mà tôi bị như vậy, là quý vị sẽ bỏ đạo hoặc là sanh phiền não. Nên chúng ta làm không có mong cầu. Cái tâm không mong cầu này là cái tâm bình đẳng. Cái tâm bình đẳng nó sanh ra công đức thù thắng. Hiểu không? Phải hiểu cái nguyên lý của làm thiện. Nên tất cả những người chúng ta đã làm thiện, đừng ghi một cái tên gì trong đó hết trơn á. Đừng ghi một cái tên nào trong đó. Nếu làm thiện mà ghi cái tên vào trong đó thì đây là phước hữu lậu, không phải công đức. Nếu ai tự ghi cái tên vào trong đó, mình không chấp thì không sao. Nhưng nếu trong tâm mình muốn người ta ghi vào, nếu người ta không ghi thì mình buồn. Vậy thì đây là dù có tạo phước cỡ nào cũng là phước hữu lậu chứ không phải công đức. Nhớ đó. Còn nếu cái người chủ trì vị thầy chùa đó người ta muốn ghi vào là chuyện của người ta, người ta muốn làm cái gì người ta nêu là chuyện người ta, không dính dáng tới mình. Tại tâm mình không bị nó buộc ràng, không sao. Nhưng nếu tâm mình làm thiện mà bị nó buộc ràng, vậy là phước hữu lậu. Nguyên lý nó phải thông chỗ này nghe quý vị. Nên trong Phật Pháp mà nó thông được cái tâm thì cuộc đời bị tuyệt, tuyệt vời vô cùng. Rồi sống ở cõi đời này nó vui mà nó an lạc. Như hồi sáng những đứa chia sẻ Phật Pháp, những đứa có nói một câu. Có nhiều Phật tử nói thầy ơi, bây giờ gần Tết này chúng con lo lắm thầy. Những đứa hỏi lo gì? Lo chuẩn bị tiền ăn Tết, nên bỏ thời khóa công phu hoài, không có giữ thời khóa đều được. Những đứa nói trời ơi, nghe những đứa nói chuyện bao nhiêu lâu nay mà vẫn bị cái này buộc ràng hả? Thế tục quá vậy. Ôi ơi. Những đứa hồi sáng nói một câu á, bây giờ cứ công phu bình thường, đừng có làm thêm tăng giờ gì hết trơn á. Không có làm thêm tăng giờ. Không có nói rằng con làm cho để có tiền nhiều nhiều ăn Tết. Không cần thiết luôn. Không làm thêm tăng giờ cũng như ngày thường luôn. Từ Tết có bao nhiêu tiền ăn Tết bấy nhiêu. Quý vị thử đi. Giữ công phu, giữ tâm bình thường, không bị cái gần Tết buộc ràng lôi kéo. Không nghĩ cái chuyện mà Tết không có đồ mới gì bằng. Đừng có quan tâm chỗ đó. Quý vị coi cái làm ít mà nó thành nhiều đó. Tại vì cái công đức niệm Phật nó thù thắng, nó thành tiền. Còn làm nhiều nó sân si, nó tổn phước nên nó không có dư. Có khi cả năm là làm vậy mà chỉ còn mấy tháng Tết cố gắng cài tăng giờ. Không tăng giờ không có tiền ăn Tết. Trời ơi, gần Tết quý vị coi cái từ trường nó nóng bức. Thì con người ta nó đang nặng nề vì những cái sự việc mà gọi là bây giờ phải kiếm tiền để ăn Tết. Gần Tết thì bây giờ không có tiền về quê. Trời ơi, họ phải bư vào làm thêm nhiều việc để kiếm tiền ăn Tết. Còn mình là người tu không cần suy nghĩ đến việc đó. Cứ làm việc bình thường. Những đức nói không cần làm nhiều. Dành thời gian niệm Phật nhiều hơn là làm nhiều. Đây là kinh nghiệm chính mình làm. Không cần làm nhiều, dành nhiều thời gian niệm Phật, giữ tâm bình thường an lạc thì đặc biệt thù thắng à, đặc biệt thù thắng luôn quý vị. Nó còn hơn gấp 100 lần ngày xưa những đức cài mà ngoài đời. Một mình không đủ mà lo cho mình. Vậy mà bây giờ không cần làm cái gì nhiều, chỉ cần giữ cái tâm bình thường niệm Phật, người ta vừa gặp mình người ta vui, vậy mà lo cho 600 người. Nếu như những đức mà cài, tất cả anh em đi cài, tất cả các chú đi cài, các cô đi cài làm việc, lo cho bao nhiêu trăm người lo cũng không xong. Vậy mà chỉ giữ tâm bình thường niệm Phật thôi, giữ tâm an lạc vui vẻ, miệng biết cười, gương mặt tươi vui, vậy mà cuộc sống ổn định đầy đủ, dư dả. Đây là kinh nghiệm nè. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi đừng có bị cái gần Tết buộc ràng. Đừng có bận tâm mới mua đồ này áo nọ, phiền quá. Quý vị cứ luyện cái tâm mình đi cho con người vui vẻ đi. Dù bận bộ đồ cũ của năm ngoái, quý vị thấy cũng đẹp nè. Còn nếu như mà quý vị mà bận một đồ mới đẹp, nhưng mà gương mặt này nhăn nhó, buồn phiền,
câu có ít cười vậy thì bạn mua đồ này không có đẹp đâu. Không, không có đẹp đâu quý vị à. Vì sao quý vị không cần bận tâm bây giờ biết chùa này rồi đúng không? Cứ làm bình thường đi, rồi tới Tết đi vô đây ăn Tết. Dẫn chồng, dẫn vợ, dẫn con, dẫn cháu, dẫn chích, dẫn chí vô đây ẩm nóc nái ảnh ương vô đây hết. Vậy thì mấy ngày Tết ở trong chùa hoàn toàn tu phước mà không tốn tiền, mà còn tạo phước được mà không tốn tiền. Quý vị coi, tới giờ lên tu công phu, hoặc là ở ngoài công quả, hoặc là tặng sách, tặng lì xì cho người ta, chỉ là của trong chùa thôi. Rồi tới giờ muốn tu thì lên tu, còn nếu không thì đứng ở bên ngoài, người Phật tử từng đoàn ta ghé đến mình A-di-đà Phật, miệng nở nụ cười, không có bận tâm cái gì. Rồi không có suy nghĩ rằng bây giờ phải có ké vài cây bài gì để mà mình gọi là coi đầu năm có may mắn hay không. Thôi miễn vô này đi nghe, miễn đi đừng có gọi là có ké nghe chưa. Nó ngoài đời là ưa là đầu năm để thử một hai ba cây bài thử coi nó có may mắn không. May mắn cái gì, quýnh bài mà. Mình muốn ăn tiền người ta, không ăn thì thua. Bây giờ mình không muốn ăn tiền người ta thì mình đâu có bị thua. Tiền mình để trong túi mình xài đi, vậy thì mình đâu có bận tâm gọi là mình ăn hay thua. Đây cũng là giữ cái tâm bình đẳng nè quý vị. Biết tu rồi mới giữ được cái tâm này đặc biệt. Thôi tiền người ta làm cực lắm, mình đừng có suy nghĩ ăn tiền người ta, thì người ta đâu có ăn tiền mình. Thôi tiền mình để trong túi xài cho nó yên, vậy thì không bị thua bài mà gia đình được bình yên hạnh phúc nè quý vị. Đó, đặc biệt vô cùng phải không. Những điều những Đức chia sẻ này là từ một câu Phật hiệu có ý nghĩa đó, từ một câu Phật hiệu mà vạch ra cái nghĩa này. Những Đức đọc một đoạn văn trong kinh niệm Phật Ba La Mật cho quý vị nghe nguyên văn này, kinh này nha, thì quý vị thấy pháp môn tịnh độ này quá thù thắng. Nghe rồi quý vị mang một cái tính tâm rất mãnh liệt, không bị dao động tâm, bị ai bài xích tịnh độ hoặc là mình chạy tào lao bác xế gì, cứ cố gắng mà niệm Phật đi. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nhẫn lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp môn niệm Phật này để độ khắp chúng sanh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng xa, chư Phật ở mười phương cũng đang thiết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sinh trong đời vị lai. Tất cả chư Phật nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh thì cũng phải do nơi pháp môn niệm Phật này. Do đó mà Như Lai bảo rằng niệm Phật là vua của tất cả các pháp. Rõ ràng không? Đức Phật nói hiện tại nè, mà chư Phật mười phương đang dùng tướng lưỡi rộng dài, đang thiết pháp, thiết pháp môn tịnh độ ở cái quốc độ các ngài. Thí dụ giờ này những Đức đang phiên vị niệm Phật nghe, thì mười phương chư Phật cũng đang thiết pháp pháp môn tịnh độ này cho cái quốc độ các ngài đang nghe đó, mới độ tặng chúng sanh đó quý vị nghĩ đi. Giờ này quý vị đang niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì mười phương chư Phật cũng đang niệm Phật cầu sanh cực lạc, và đang khuyên quốc độ các ngài đang niệm Phật. Như vậy thì chúng ta đang cộng duyên cùng với mười phương chư Phật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên những Đức nói rằng con người không có duyên niệm Phật có duyên, con người không có phước niệm Phật có phước, con người không thông minh niệm Phật thông minh trí tuệ, con người không có thọ mạng niệm Phật với thọ mạng kéo dài, con người này sống lâu mà sống có ý nghĩa. Không, những văn tự này quý vị nghe nó hưng khởi cái tâm mình. Người mà có thiện căn là nó lọt từng câu vào nhĩ căn quý vị luôn á. Có khi cả cuộc đời của mình mong mỏi làm giàu, nhưng đây là một phương pháp làm giàu, một phương pháp tiến tâm, một phương pháp mà có thể an lạc tâm. Đây là một phương pháp đặc biệt nè, đây là của báo vô giá nè quý vị, đây là của báo vô giá nè. Hồi tối á, những Đức tặng cho các cháu á, một cái hình á, cái con cá heo mà người ta tặng mà người ta không viết chữ gì, những Đức viết hai bên chữ A Di Đà Phật tặng. Những Đức nói đây là của báo vô giá, những Đức tặng cho các cháu. Mỗi một cháu nhỏ đó biết niệm Phật là các con đang tiếp nhận của báo vô giá đó. Con gái còn nhỏ mà biết niệm Phật thì lớn lên ít bao giờ bị cái nghiệp phá thai. Con trai còn nhỏ mà biết niệm Phật lớn lên sẽ đàng hoàng và có phước có duyên. Có phước có duyên thì nhất định là có sự nghiệp. Mà một con người biết niệm Phật là sẽ nói thật, ít nói lời giả dối. Vậy thì con người này được người ta tin dùng, nhất định là người có phước có duyên. Nhất định người này hiện tại dù là nghèo nhưng nhất định là họ sẽ có tương lai rất là rạng rỡ. Phải tin chỗ này. Nên cái báo vật mà chúng ta đang hiện hữu nhận được, đó là câu Phật hiệu đó.
Hồi nãy những đứa gặp hai chú đang ngồi đây nè, một chú bán vé số, một chú cũng làm việc gì chân tay. Chú nói rằng trời ơi, cái pháp mà bấm số niệm Phật này hay quá thầy ơi, cái pháp bấm số niệm Phật này nó hay quá đó. Bán vé số lúc nào rảnh là cứ bấm số niệm Phật, đặc biệt quá. Bữa nay rủ 5-6 người, 6-7 người cùng đi lên đây để mà cộng tu. Quý vị coi nó quá phù hợp trong cái xã hội hôm nay. Quý vị biết hôm nay mà cái người mà lằn chuỗi niệm Phật vẫn bị bỏ cuộc, vì mà bấm số này, vì mà càng bấm càng thích. Những đức nói quý vị cứ đưa cái số lượng chuẩn cả đời bấm đi rồi quý vị sẽ thấy. Những đức nói rằng là 11 năm nay những đức không phải là tu mà đặc biệt gì quá, vậy mà chỉ có một cái môn đặc biệt những đức đạt được cái chỗ là những đức là người chịu niệm Phật không đổi vậy thôi à. Cứ có Phật hiệu những đức niệm hoài, những đức cứ nói hoài, được có đúng như vậy thôi. Vậy mà những đức thấy rõ ràng có Phật hiệu này càng niệm mới càng thấy thích. Đúng là cái món ăn này là càng ăn là càng thích nha quý vị, mà phải ăn lâu dài, càng ăn càng thích, không ngán. Ngộ vậy nè. Đây là cái cảm giác mà mình làm mình thấy nè, chính mình làm mình thấy đó quý vị. Nên quý vị nghe cái văn tự trong kinh niệm Phật Ba La Mật, như đọc rõ ràng nguyên văn, cái vị nghe đó, nghe nguyên văn này thì tức khắc quý vị phát khởi tính tâm liền. Mười phương chư Phật bây giờ cũng đang thuyết pháp mà khuyên giải cho cái quốc độ các ngài đang niệm Phật thì mới độ tặng chúng sanh, mà chỉ có một môn tịnh độ này mới độ tặng được chúng sanh. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nêu lên rằng niệm Phật là vua của tất cả các pháp môn. Vì sao? Vì chỉ có cái môn tịnh độ thì thượng căn, trung căn, hạ căn đều tu được. Thứ tư tới này nè, ngay ngày 11 tháng 10 âm lịch nè, chúng ta tổ chức chương trình người khiếm thị nè. Vì coi đến đây thấy rõ ràng không? Người khiếm thị vẫn ngồi niệm Phật được, vẫn tu được luôn. Nếu như bây giờ người khiếm thị kêu họ đọc kinh trì chú bất tiện rồi đúng không? Ngồi thiền bất tiện đúng không? Vậy mà niệm Phật họ niệm được. Nên gọi là pháp thù thắng. Vua của tất cả các pháp khác là vì sao? Vì pháp này ai cũng tu được nên mới đạt tiêu chuẩn cao như vậy. Nên những đức khuyên quý vị lập qua từng đoàn chị em, anh em gom lại chút chút chút, rồi có con cháu dẫn theo, đổi tiền ra 5.000, 10.000, 20.000 gì tỷ vị chứ khả năng mình, số lượng người như vậy, cho con cháu, cho người thân mình chưa biết tu để tặng tiền cho người mù. Đây là gieo cho họ để họ bước lên từ từ, cho họ thấy được cái xã hội cuộc đời này có nhiều người khổ. Có những người quý vị kêu người ta đi đến chùa tu, người ta lại không chịu tu, nhưng mà quý vị đưa tiền cho người ta, cho người mù của chừng họ cho đó, quý vị gieo cái nhân này cho người thân quý vị, để người thân quý vị bước lên con đường Phật Pháp từ từ. Họ thấy rất nhiều người mù què hoặc tặng nguyền, rồi tất cả con cháu của mình cho nó được tặng tiền cho người mù, người tặng nguyền chi? Để cho con cháu của mình nó gieo được cái duyên phước báo. Từ khi còn nhỏ, đây là món quà lớn nhất mà quý vị đang tặng cho con cháu quý vị nè. Nên làm đi. Thí dụ như bây giờ quý vị muốn quy tụ bao nhiêu người mù này để quý vị bố thí cúng dường khó lắm á. Mà những đức tập trung được rồi quý vị làm đi. Còn cái chuyện những đức để những đức làm, những đức mà thuê xe cho họ đi và bỏ bao thư cho họ không mấy trăm triệu á, quý vị biết á. Cái đó là riêng cá nhân những đức á, là làm rồi đó. Nó những đức không có dính nhiều vào ai chứ. Còn quý vị những đức phiên là quý vị có của ít lòng nhiều, quý vị cứ đổi anh 5.000, 10.000 đó, kệ cho con cháu của mình, tặng cho người khiếm thị, tặng cho người khiếm thị. Nhưng những đức chỉ quý vị làm sao mà quý vị mà sắp xếp ra được cái vị trí tặng tiền cho nó hay. Chứ đừng có mà cái kiểu mà đi tặng chút con cháu người thân không biết á, nó cứ tặng trùng lập lên không à. Tuy là đưa ra cái số tiền để đủ tặng cho người khiếm thị hết, nhưng mà cuối cùng nó tặng lên chồng lên trùng lập, nó đâu có biết đâu. Thí dụ như mình đưa ra 10 người, 20 người tặng tiền đi, đứng một hàng gì đi thẳng qua, rồi xong đứng lại hết, rồi xong tiếp tục quý vị là có một người đứng chính, là đứng ngay cái đầu của cái hàng 21 hay 11 gì đó, đứng vô đó, rồi tự nhiên nguyên một vàng đi qua, cái đi tiếp tục bắt từ cái hàng đó đi ngang qua. Vậy thì tặng điều liền, bắt từ bên ngoài, ốp từ hai cái vị trí đầu, co lại hết trơn. Vị trí ở trong đây cứ đi vậy đó, cái nhịp nhàng, chứ không phải là chạy lăng xăng một chút á, rồi bắt đầu là người mù mình vừa đưa họ, họ bỏ vô túi, cuối cùng đưa một chút cái cho không đủ người ta.
nó phải có một cái tổ chức sắp xếp vậy đó. Khi chương trình mình đi tặng tiền đông người là phải có tổ chức, phải sắp xếp chứ, nếu không là cũng nhức đầu luôn á. Trời ơi, cái hàng này cho chưa ta, nãy hình như là thấy cho rồi mà không biết cho chưa nữa ha, nó cứ phân vân vậy. Nên phải có người không cho mà đứng, đứng để mà nhìn hàng này đi thẳng qua, rồi xong đứng chỗ đó cái chỉ đi qua hết đi, tiếp tục đi ngang qua vậy đó. Nó phải có tổ chức vậy đó, làm cái gì nó cũng phải có tổ chức chứ không có làm tùy tiện, nó làm lu bu lộn xộn được, thấy không? Làm vậy đó. Nên chương trình Người Khiếm Thị, những đức nói rằng là những đức cố gắng giữ cái chương trình này, dù là đến chùa họ tu bao nhiêu họ tu, nhưng mà đây là cái việc lợi ích, cái việc lợi ích cuộc đời của mình có thể làm được quý vị. Nên những đức nói bây giờ những người mà đi xin tặc nguyền đồ này kia, từ từ á cứ rủ họ đi đến đây, rồi mình cứ làm cái chương trình này 2 tháng, chúng ta gom được chút đỉnh tiền dư bao nhiêu xả hết. Nghĩa là 2 tháng gom lo cho mấy bà cụ xong gom xả ra hết, cứ 2 tháng làm hết luôn. Cách đời mà làm được như vậy thì đặc biệt quá, mình cũng có cơm ăn áo bạn là được rồi. Cách đời làm như vậy thì tuyệt vời, giữ gìn cắt giấu làm gì, để bận tâm sợ ăn trộm lấy. Bây giờ 2 tháng là có người mù đến để nhặn đem đi giùm, người chút để kết duyên và dạy người ta biết niệm Phật nữa. Đây gọi là trong tài thí có pháp thí và có vô ý thí, vô cùng đặc biệt thù thắng đó. Nên nó nhận đức là người sinh trong gia đình không có phước nè, khổ đau cùng cực nè, vậy mà nghe Phật pháp có thể chuyển được cái tâm. Nên câu đầu như đức nói nha, muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển tâm xấu. Tất cả người ngồi trong đây muốn chuyển nghiệp thì phải chuyển tâm xấu, chuyển tâm xấu mới chuyển nghiệp. Còn nửa tháng á, 1 tháng đi sám hối làng cũng tốt, nhưng đây là cái cách chưa biết cách để chuyển tâm ác. Chuyển được tâm ác mới chuyển nghiệp, mà muốn chuyển được tâm ác thì phải niệm Phật mới chuyển được tâm ác. Nhớ đó, đọc thêm một đoạn văn cho vị nghe trong kinh niệm Phật Ba La Mật nè. Này Diệu Nguyện Cư Sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai, hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai, hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai, và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy? Vì pháp môn của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu nguyện của mọi chúng sinh. Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiễm, thuận theo tình và tưởng của chúng sinh mà vẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà không bị hư hoại. Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại thọ dụng pháp lạc, và sau khi lâm chung được sanh về cõi Phật A Di Đà. Cư sĩ Diệu Nguyện, vị này là trong thời của Đức Phật, là người thỉnh pháp Đức Thế Tôn. Thỉnh pháp Đức Thế Tôn là trong thời mạt pháp này, có một cái pháp gì mà có thể độ chúng sanh trong thời mạt pháp, thì Đức Phật giảng niệm Phật Ba La Mật này. Nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này nó không phải là đá đổ hoàn cảnh gì cả. Có nghĩa là quý vị trong hoàn cảnh nào, quý vị sống trong hoàn cảnh đó niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên nói là không cần phải chán ghét, không cần đá đổ. Có nghĩa là không cần chán ghét, không cần đá đổ, nên cái pháp này nó quá phù hợp. Không cần chán ghét, không cần đá đổ, mà người này chân thật niệm Phật, dù nghiệp lực chưa tiêu trừ vẫn là được đới nghiệp vãng sanh. Cái pháp quá thù thắng quý vị. Có thể tất cả chúng sanh đều tu được. Vì sao? Vì không cần chán ghét cõi đời, không cần đá đổ cõi đời, mà chỉ cần nghe Phật pháp và biết sửa đổi lỗi lầm, biết niệm Phật, và chỉ có một cái nguyện là cầu sanh cực lạc, chỉ có đúng một cái niệm là niệm A Di Đà Phật. Người này giữ chắc như vậy thì Phật nói rằng là pháp ta không vắng lặng, luôn luôn được bình an, sống vui vẻ trong cuộc đời, nhưng có một cái nguyện là cầu sanh cực lạc, cái niệm là A Di Đà Phật, thì chắc chắn rằng sẽ sanh về cõi Phật A Di Đà. Đó, nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ này nên giữ cái tín nguyện cho chắc chắn. Ngày nào mình cũng được bổ túc niệm Phật, cả đời niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật, chư tăng ni và quý Phật tử về đây tu học rất là đông. Quý vị nhớ là chúng ta đời này hay nhiều đời nhiều kiếp cũng có kết duyên và cũng có tạo nghiệp với tất cả chúng sanh. Nên câu chuyện những đức thường nhắc, Ngộ Đạt Quắc Sư mà giết lầm một người mà đi theo Ngài 10 đời để đòi nợ. Nên chúng ta ngồi ở đây có những người mang nghiệp phá thai hoặc sát sanh, có khi mình còn phước, người ta chưa có quậy phá mình được, nhưng mà người ta theo, người ta chờ đợi cơ hội. Cũng như khi Ngộ Đạt Quắc Sư vừa khởi tâm không phải một chút thôi thì chịu thố nhập vào đầu gói làm một ghẻ mặt người. Vậy thì chúng ta phước mỏng nghiệp dày, thì những cái chúng ta tạo nghiệp mà rất dễ mà nó đến để mà quấy rối. Tại vì mình đã tạo không phải thì người ta đến quấy rối là đúng rồi. Nên từ nơi đó mà khi mình về chùa nghe pháp niệm Phật và được cúng đi thực phóng sanh, thì quán thân trái chủ cũng đi theo chúng ta đi về chùa niệm Phật nghe pháp. Khi nghe pháp rồi người ta quá giải cái tâm thì người ta không muốn đòi nợ, và người ta muốn phát nguyện cầu sanh cực lạc để chấm dứt khổ đau. Còn nếu như mà người ta không nghe pháp, là từ ngay chỗ nghe mình không tu, mình không tu thì người ta cũng không đi theo vô đây để nghe Phật pháp và tu hành. Vậy thì quan gia trái chủ này cứ là đời đời kiếp kiếp cứ đòi mãi, không bao giờ quá giải được. Nên khi mình đi vô chùa thì những người thân mình mắc chưa siêu thoát cũng đi theo vô đây, hoặc là những người mang nghiệp phá thai người ta cũng đi theo vô đây. Từ nơi đó chúng ta quá giải cái tâm là khi trả nợ mình không buồn phiền. Vậy thì tất cả những nghiệp chướng người ta cũng quá giải cái tâm không muốn đòi nợ. Hai bên đều là quá giải thì tức khắc muốn niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nên tất cả những quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hay nghiệp phá thai, hay tất cả những người chúng sanh là lỡ mà não hại giết mình oan ức, mình nên buông xuống cái tâm đòi nợ và phát nên cái nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu Ngài mà phát tâm niệm Phật và cầu sanh về quốc độ của Ngài thì nhất định Ngài tiếp dẫn về thế giới cực lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng, Viện Chủ và toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia đình sống được hạnh phúc và điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em, hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị lõi cô hồn, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ta đã niệm đi dự cung tự thẳng tiến tạm phường vì dị tự công đức ca vô thập nhân thiên ngà đặng dự phật tự giai cộng thành phật đạo dự đặng mẫu thành chung ma ngã kim thi dự cung vì thẳng phương nhân thiên hồ thành thần vì dị tự công đức ca vô thập nhân thiên ngà đặng dự ngũ tình giai cộng thành phật đạo như đăng cô hồn chung nhã kim thi dự cung phương những thiên cô hồn thầm vì dị tự công đức vô cẩm ư những thiên ngà đặng dự cô hồn giai cộng tăng văn đau an một lượng lắm ta bà ha an một lượng lắm ta bà ha an một lượng lắm ta bà ha an ngã 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 ta bà ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việc nhật đã hồng gia trì chú thực diệu già đà biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Con hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vắng động vào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh nộ danh vô vị ơi, ai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, ở con nay sinh phát quỳ hoàng sanh, cối sinh đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Và mỗi tuần chủ nhật quý vị mà những vị trưởng đoàn mà dẫn ta đi đến đây tu cái duyên thù thắng lắm quý vị. Vừa giúp cho người sống mà vừa giúp cho người đã mất. Và chúng ta cúng thiết thực vì quý vị thấy trang nghiêm thanh tịnh. Và tất cả những người ghi cầu an cầu siêu để đây, chúng ta đều hồi hướng chung hết, nó đều có viên mãn hết nha. Chứ nếu như những đức đọc vài tên là không có được đặc biệt gì. Có nhiều người người ta cũng muốn đọc nhưng mà mình không có đọc, mà đọc vài tên thì nó không có thù thắng. Nên những đức khi hồi hướng là hồi hướng chung hết, đều rất là viên mãn. Và những đức cúng thiết thực gì là những thức ăn này các cháu nhỏ và người lớn được dùng miếng, các cháu nó khỏe mạnh và nó được thông minh, nghe lời ba mẹ, và các cháu lớn lên ngoan ngoãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm.
khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Khi chúng ta niệm Phật thả chim vỗ tay, vì nhìn thấy những cánh chim nó bay vì vui vẻ hoan hỷ nha, thì cái tâm của mình không có buồn giận ai để trong tâm hết nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, mời đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng và luôn luôn an lạc và vui vẻ nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.